Mà một khi mình hiểu được cái lẽ vô thường của vạn vật, có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết. Đó là mình nói thứ tự đó nha. Chứ còn trên đời này có nhiều khi sanh chưa già mà đã bệnh, đã chết. Thí dụ vậy. Rồi có nhiều khi mình nói có già, có bệnh, có chết. Có nhiều khi già mà không bệnh, bị gì đó rồi mất. Thí dụ vậy. Khi mình lẽ thấu được cái lẽ thật thì kêu là chứng đạo. Tức là hiểu cuộc đời, hiểu cái lẽ thật của đời nó như vậy. Thứ ba tuần trước, Pháp Hòa bay đi qua bên Austin, Texas để dự một tang lễ của một ông cụ thọ 101 tuổi. Thì qua đó ngày thứ ba Pháp Hòa dự cái đám buổi chiều, và sáng thứ tư thì đi hỏa táng. Sau khi hỏa táng xong, chiều lại thì Pháp bay về lại Canada. Về tới nhà thì 1-2 giờ sáng chỉ đó, nghỉ ngơi vài tiếng thì 7 giờ sáng là đi dự một cái đám tang của một em bé 4 tuổi. Ngày hôm qua trước khi Pháp Hòa bay qua đây thì hôm thứ 6 Pháp Hòa đi hộ niệm cho một Phật tử, một chú này 52 tuổi, đang bình thường thì bị tai biến, đưa vô nhà thương tối đêm đó và sáng hôm sau thì mất. Thì quý vị thấy là chỉ có mấy ngày thôi mà Pháp Hòa chứng kiến ba cái đám tang. Một đám thì 101 tuổi, rồi cái về lại thì dự một đám tang của một em bé 4 tuổi, rồi thì không may thì sau đó rồi thì một người 52 tuổi. Thì quý vị thấy là cái tuổi nó chênh lệch đúng không? Một em bé 4 tuổi chênh lệch rất xa với một người 52. Người 52 chênh lệch rất xa với người 101. Nhưng mà khi thấy như vậy thì để cho chúng ta có một cơ hội để mà chúng ta quán chiếu. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu cái là mình nhìn sâu, mình thấy rõ, thấy rõ được cái vô thường. Đâu có hẹn với ai, đâu có ai nói là 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi không có thể mất. Đâu có ai nói là 52 tuổi đang khỏe, không nói được. Thành thử ra đó, mình mới thấy rằng không có luận tuổi tác. Sự thật thì nó là sự thật như vậy đó. Hồi nhỏ đó, mỗi lần mà tụng kinh với thầy Viện Chủ đó, thì thầy hay phục nguyện một cái bài. Cái bài thầy hay phục nguyện mở đầu cho cái buổi phục nguyện, cái lời phục nguyện thì thầy mới đọc là cung văn sương hoa dị lạc, điệp mộng tạo tàng vô thường khởi trạch, tôn ti đại hạn ninh phân vô quý tiện. Hồi nhỏ mình nghe rồi mình thuộc lòng cái câu đó, khi lớn lên nó bắt đầu mình mới hiểu cái câu đó là như vậy. Cung văn có nghĩa là từng nghe. Chúng con cung kính nghe rằng, gọi là cung văn. Sương hoa dị lạc, tức là những cái sương nó rơi xuống như những cánh hoa vậy đó, gọi là sương hoa. Dị là dễ, lạc là mất. Sương hoa dị lạc tức là sương nó rơi xuống dễ mất không? Rất là dễ. Nhiều khi mình thậm chí mình không thấy nó nữa, nhưng mà nếu có thấy đi nữa nó rơi xuống cái là nó mất liền. Sương hoa dị lạc, điệp mộng tạo tàng. Cái mộng đẹp đó, nó sớm tàn lắm. Thí dụ bây giờ mình nằm chiêm bao, mình thấy một cái giấc mộng đẹp, giật mình lên thì cái gì? Cái giấc mộng đó không còn, phải không? Sương hoa dị lạc, điệp mộng tảo tàn, vô thường khởi trạch. Cái sự vô thường đó nó cứ khởi liên tục như vậy. Tôn ti đại hạn, cái sự mà cái đại hạn là cái đại hạn đó, tức là cái giờ phút mà chết đó. Đại hạn là thường ta nói, ý ta nói là cái giờ phút cuối cùng của đời người. Ninh phân vu quý tiện, không có phân biệt là người giàu hay người nghèo. Quý là giàu, tiện là nghèo, có đâu có phân biệt người nghèo.
Vì sao? Vì người đời ai cũng chết. Chết là mục tiêu cuộc đời. Đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi. Ở bên hệ phái khất sĩ, ta có cái bài tụng đó, thay vì ta tụng chú vãng sanh, ta hay tụng cái bài đó. Đời người ai cũng chết, chết là mục tiêu cuộc đời, đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi. Chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Thì mình mới thấy, khi mà mình nhìn như vậy đó, thì mình mới thấy rằng một ngày của mình đó, mình phải sống làm sao cho nó trọn vẹn. Có nhiều người mới nói rằng để tôi đi làm cái này làm cái kia để tôi giết thì giờ. Nói như vậy có nghĩa là mình không có cái gì để mình vui hết á. Mình phải kiếm cái gì để mình giết thời giờ. Mà thời giờ thì mình giết thì tội quá. Mà thay vì mình nói như vậy đó, tự nhiên mình cảm thấy có một cái gì đó nó không có ổn. Mình nói cách khác, tu là chuyển mà. Thay vì mình nói như vậy, nói kiểu khác, tôi tận dụng thời giờ. Thì khi mình thấy mình dụng hết cái thời giờ của mình á, thì mình thấy chính đáng. Một ngày mình chỉ có 24 tiếng thôi, mình vui thì cũng phải hưởng 24 giờ, mình buồn cũng hưởng 24 giờ. Không thể nào buồn quá cắt ngắn thời gian lại, vui quá kéo dài thời gian ra. Không. Một ngày nó nhiêu đó là nhiêu đó. Thành nếu mình vui hay mình buồn thì mình cũng phải ở trong cái phạm vi của thời gian như vậy. Thành nữ ra mình quán chiếu như vậy thì mình thấy rằng á, mình phải dùng cái sức khỏe của mình, dùng cái khả năng của mình, dùng cái thời gian của mình như thế nào cho nó chính đáng. Có một hôm đầu năm nay thì mấy thầy trò mới có những ngày tu tập ở trên tu viện Tây Thiên. Thì cái bữa sáng ngày một tay Pháp Hòa thức sớm, Pháp Hòa ra thắp hương. Thì tự nhiên khi thắp hương như vậy thì trong lòng nó khởi lên, và nó thấy rằng hình như là mình muốn sống. Mình biết rằng cuộc đời nó vô thường, ai cũng chết chứ. Nhưng mà trong lòng mình khởi lên một cái niệm là mình muốn duy trì cái cuộc sống của mình. Tại vì mình thấy rằng mình có thể làm được việc gì đó lợi lạc cho người, cho người khác. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, cái ngôi chùa đây không có thầy trụ trì, nhưng mà chỉ có vài năm ba Phật tử trong ban điều hành với nhau. Thành nữ Pháp Hòa cũng mong muốn cho quý vị có sức khỏe, có bình an để quý vị tiếp tục, quý vị duy trì cái chỗ này. Chứ thử bây giờ thí dụ như dĩ nhiên mình biết một ngày nào rồi thì ai cũng đi thôi. Nhưng mà cái ý niệm cầu cho nhau được khỏe mạnh, an vui, điều đó tốt. Chứ sự thật là đó là sự thật. Nhưng mà mình có quyền khởi cái niệm lành dâng tặng cho nhau. Cho nên Pháp Hòa lại khởi cái niệm là con cầu mình muốn được sống. Tại vì mình thấy mình có trách nhiệm đối với lại các đệ tử. Và mình thấy rằng có rất nhiều nơi người ta mong mình đến đó để mình có thể giúp đỡ được người ta trên phương diện tinh thần. Thì mình thấy như vậy. Cho nên có một lần thầy viện chủ thầy mới nói với Pháp Hòa, thầy nói rằng mình sống ở đời mình phải làm cái gì cho nó có lợi ích cuộc đời của mình, cho nó đáng sống. Chứ sống mà buông trôi, sống mà bỏ phế thì thầy cảm thấy cuộc đời nó uổng phí quá. Mình sống ở đời mình phải làm cái gì đó, mình làm lợi cho người, cho đời. Thì Pháp Hòa có nhớ một câu chuyện. Có ba vị cư sĩ đến gặp một vị hòa thượng, nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con thế nào sống để được an vui. Thì vị hòa thượng mới nói rằng ba đạo hữu cho tôi biết đi, ba đạo hữu sống để làm gì? Nói dạ con sống là tại vì con sợ chết.
Con ham sống sẽ không thích chết. Cái người thứ hai mới nói dạ con muốn sống để con khi con về già đó, con muốn con có nhiều con nhiều cháu. Người thứ ba mới nói dạ con sống là bởi vì con muốn người nhà con nương tựa con là cái người phải có trách nhiệm là lo hết cho gia đình. Thì hòa thượng mới trả lời, nói ba đạo hữu nghĩ như vậy hèn chi không có được an vui. Hỏi sao vậy? Nói tại vì trong khi sống mà lo cái chết, trong khi sống mà cứ sợ hãi cái chết cho không vui. Đang tuổi trẻ, đang khỏe mạnh mà không có tận hưởng, không có làm cái gì đó, trong cái khi còn khỏe mạnh mà cứ ngồi đợi chờ già cho không vui. Và cái trách nhiệm của mình nó không phải đợi tới già mới có trách nhiệm, mà trách nhiệm của mình trong từng giây từng phút cứ làm. Vì thành thử ra hiện tại mà các đạo hữu cứ nghĩ tới cái ngày về sau này cho các sĩ lo sợ. Lo sợ là mình già mình không có được lo cho con, mình già mình không có đủ con cháu như ý mình muốn, rồi một ngày khi mình chết, cho nên ba vị sống mà sợ hãi nhiều quá không vui. Và vậy thì hòa thượng dạy sao cho con vui? Thì hòa thượng mới hỏi tiếp, nói vậy thì ba vị muốn sao mới được vui? Để nói dạ con muốn sống mà có nhiều tiền. Người thứ hai mới nói dạ con muốn làm sao mà con sống mà con có được một cái tình yêu. Người thứ ba nói dạ con muốn sống làm sao mà con có cái danh ở trong đời. Thì hòa thượng mới đáp, hòa thượng mới nói như vậy quý vị sẽ mãi mãi không vui. Hỏi sao vậy? Nói tại vì khi mà quý vị có nhiều tiền rồi đó, quý vị lo giữ gìn cất giấu rồi muốn có thêm sao vui nổi, lo lắng. Có tình yêu thì phải bảo vệ, thôi người yêu bay làm sao, phải không? Rồi chưa nói chuyện ghen tương nữa. Rồi cái thứ ba là có danh đó, thì quý vị cũng sẽ khổ vì danh, cho quý vị sẽ mãi mãi không vui. Thì ba vị mới nói vậy thì theo hòa thượng chúng con phải tu như thế nào, sống như thế nào để được vui. Hòa thượng mới nói như thế này: thay vì các đạo hữu nghĩ có tiền mới được vui, có tình yêu mới vui, thì ba đạo hữu nghĩ như vậy: có tình, có tiền, nếu con có tiền con sẽ dâng tặng bớt cho người, nếu con có tình yêu con sẽ hiến dâng, nếu con có danh vị con sẽ phục vụ mọi người. Thì bây giờ Pháp Hòa giải thích. Bây giờ mình nghĩ đó, nếu mà mình có tiền nhiều chưa chắc đã là vui. Tại vì nhiều khi có tiền nhiều mà mình lại không có hạnh phúc trong gia đình. Tại vì muốn có tiền nhiều á, là mình phải bươn chải. Mà mình bươn chải á, thì mình không có thì giờ với gia đình. Rồi thậm chí á, có tiền nhiều nhưng mình không có sức khỏe. Có ai mà nói tôi đi mua, thường thường người ta nói á, có tiền mua tiên cũng được, tay nói vậy. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ thật sự có những thứ không cần là tiên mà mua cũng không được như thường. Chẳng hạn người ta nói có sức khỏe là tiên, đúng không? Ta nói ăn được ngủ được là tiên, mà ăn được mà ngủ được là tượng trưng cho sức khỏe. Vậy thì có tiền mà mua được giấc ngủ ngon không? Chưa chắc. Bởi vì có nhiều khi mình có tiền, nhưng mà cái tiền đó có thể là, một là do mình làm việc không có chính đáng có được, cho nên mình cũng sợ sao cướp giật. Rồi nếu có tiền đó do mình làm chính đáng mà lên, nhưng mà nhiều tiền thì mình cũng sợ mất. Cho nên nhiều khi có tiền không mua được giấc ngủ. Mình có tiền mua thuốc bổ uống, nhưng mình không mua được sức khỏe của mình. Mình có tiền mình mua cái bảo hiểm, nhưng không mua được sự an toàn. Mình có tiền mình mua cái đồng hồ rất mắc để mình đeo, nhưng mình không mua được thời gian. Thành thử ra người ta nói có tiền mua tiên cũng được. Rồi câu thứ hai người ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Đúng rồi đó, mình ăn được ngủ được, ăn ngon lành, ăn không có gọi là picky, tức là không có khó khăn trong chuyện ăn uống, nằm xuống là ngủ không có lo lắng thì mới gọi là tiên. Còn nếu mà nằm xuống mà đắn đo, mà lo lắng, mà suy tính thì mất ngủ.
đồ ăn rất ngon, nhiều món ngon lắm nhưng mình ăn không được là vì mình đau khổ, mình buồn bực, thí dụ vậy, thì cũng không có tiền mua được. Thì cho nên á, vị hòa thượng mới nói quý vị mà muốn có tiền nhiều rồi á, quý vị phiền não nó đeo theo. Rồi cái thứ hai á là gì? Thứ hai là có tình yêu. Là thường thường á, người ta muốn có một người yêu á, là người ta phải đeo đuổi. Mà đeo đuổi rồi có được cái người như ý mình rồi đó, bắt đầu mình phải làm sao? Phải làm sao giữ chứ, có phải giữ. Mà muốn giữ là phải tìm hiểu coi ảnh thích cái gì, em đó không thích cái gì. Thành thử cứ phải để ý nhau, tìm hiểu nhau để mà làm gì, làm vui lòng nhau để bảo đảm người đó bên mình. Mà nếu mà người đó mà có nhan sắc một chút thì mình cũng lo lắm, đi đâu mà không có mình thì mình cũng rầu lắm. À, mình phải canh, mình phải giữ. Cho nên rồi thành thử muốn giữ cái hai chữ hạnh phúc đó cũng phải đánh đổi, phải tranh đấu đủ thứ hết. Cho nên lo lắng nó cũng đi theo. Rồi giờ có danh, ai bảo đảm mà cái danh của mình đó, là mình không phải mất bao nhiêu công sức. À, một vị mà người ta muốn ra tranh cử rồi, đổ biết bao nhiêu tiền của công sức vô để mà có thể có được một cái danh vị ở trong xã hội. Cho nên á, hòa thượng mới nói á, đa ba vị mà nghĩ như vậy hoài đó thì ba vị không có vui đâu. Tu là gì? Tu là chuyển. Bây giờ cũng sẽ có tiền, cũng sẽ có tình yêu, cũng sẽ có danh. Nhưng mà cái danh, cái tiền để làm gì? Có nhiều tiền không phải để giữ mà phải sớt chia. Mà quý vị để ý coi, mình mà có sớt chia được cho ai đó, tự nhiên trong lòng mình thấy nó vui lắm. Nếu thật tâm mà mình có cái lòng đó, mình sẽ thấy mình vui. Tại sao vậy? Thì mình thấy rằng ít ra mình sống mà mình có trang trải đến người khác. Và tự nhiên trong lòng mình cũng có một cái niềm tin. Một có cái niềm tin là một ngày nào mà mình có bị những cái khó khăn gì á, tự nhiên ở đâu đó cũng sẽ có người tới hộ giúp cho mình. Vì sao? Vì mình sống mình có nghĩ tới người. Chứ nhiều khi mình sống á, mình không nghĩ tới ai hết á, mình chỉ nghĩ cho mình thôi, cũng được thôi, ai trách phiền gì mình đâu. Nhưng mà mình sẽ biết rằng mình không có bạn, mình không có những người mà người ta nhớ nghĩ đến mình, vì mình sống mình chỉ biết mình thôi. Cho nên hòa thượng nó có tiền không có sao, nhưng mà quý vị nghĩ thêm chút nữa đi, tức là có tiền quý vị sớt chia cho người khác, phụ bớt cho người khác. Đâu có phải đợi giàu có mới phụ được. Mình nghèo cũng được nữa, mình phụ trong cái khó, cái nghèo của mình. Thí dụ mình có 5 đồng, mình giữ 4 cho người ta 1. Thành sự khi mình thấy là khi mình làm được cái việc đó trong lòng mình vui lắm. Vị nào mà đã từng có cái tâm hạnh dâng tặng như vậy, quý vị sẽ thấy nó khác. Thí dụ như người ta tới, người ta xin mình mà mình không cho đó, tự nhiên trong lòng mình thấy khó chịu lắm. Mình cho được ít nhiều gì cho được á, tự nhiên mình thấy vui, mình thấy thoải mái. Đó, sống như vậy thì tự nhiên mình thấy mình có tiền nó chính đáng. Cái tiền mình giữ đâu có đem theo được mà mình biết sớt chia. Cho nên cái tu của mình á là mình chuyển và mình mở rộng ra. Thí dụ như chỉ cần mình đổi một chữ thôi, đời sống hàng ngày của mình á. Ví dụ mình biểu đứa con của mình á, con phải làm cái này. Tự nhiên nó nghe cái chữ phải đó, cái tự nhiên nó cảm thấy hình như nó bị ép uổng. Giờ thay mình đổi chữ thôi, con nên làm cái này. Thì tự nhiên nó cảm thấy đây là một lời khuyến khích chứ không phải là một lời ép uổng. Cũng muốn nó làm thôi, nhưng mà mình dùng cái chữ nên hơn là chữ phải. Thí dụ thôi, mình bữa nay tuyết nhiều quá, ba ra xúc tuyết mà nó ngồi trong này nó coi tivi. Mình nói là con ra con xúc tuyết với ba đi. À, con nên ra phụ với ba để có cái tình. Mà một lát nữa rồi vô, con xúc được phần nào thì ba cũng đỡ phần đó. Tự nhiên nó nghe. Cái mình ra mình nói, con phải đi ra xúc. À, hay là hai đứa con trong nhà, một đứa thì đi, một đứa không. Thì giờ mình muốn cái đứa kia đi, mình nói
Thì nó nói tại sao nó phải đi? Nó không phải, bởi vì anh của con bữa nay bệnh hay là đang bận một công việc gì đó, thì con nên ra con phụ cho anh một chút. Hoặc là hai đứa đi ra, nó hai đứa ra làm cho lẹ để anh con vô con còn học học bài, làm bài hay đi làm. Thì cuộc sống này á, nhiều khi mình thay đổi một cái chữ thì tự nhiên mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Quý vị có thấy được điều Hòa nói vậy đó? Thật sự là tất cả là do chúng ta ứng dụng. Chúng ta ứng dụng như thế nào? Cho ở đây Hòa Thượng mới nói các vị có tiền cũng tốt, nhưng mà thay vì như vậy, quý vị nên mở rộng cái lòng ra. Mở rộng cái lòng để làm gì? Để mà quý vị thấy rằng cái tiền của mình đó, mình xài nó chính đáng. Và khi mình mở rộng được lòng như vậy thì tự nhiên ở chỗ khác nó có tới với mình. Mình có mở cửa với người khác thì người khác mới mở cửa với mình. Mình thấy ví dụ như ở Việt Nam đó, quý vị thấy Việt Nam thời đó, Việt Nam sáng ra là trong xóm, trong hẻm, nhà nào cũng mở toàn cửa trơn. À, nhà nào cũng mở cửa ra hết, phải không? Thì ai đi ngang cái mình khi đi chợ về có thấy chị ba, chị tư gì đang ngồi lặt rau cũng tấp vô thăm hỏi vài câu rồi mới đi về nhà mình, có phải vậy không? Chứ cái tình ở Việt Nam nó đẹp, nó dễ thương như vậy đó. Có nhiều khi mình mới ăn tô cơm ở nhà mình xong, nhà mình không ăn đâu. Xách qua nhà hàng xóm ngồi. Quý vị thấy đó, cho nên cái mở cửa nó rất hay. À, mà ở Việt Nam mà nghe mà nhà nào hữu sự một cái thôi là từ ở cái cuối xóm cho tới đầu xóm tụ về cái nhà đó hết, coi coi có giúp đỡ được cái gì không. Thành ở Việt Nam mới nói đó, bà con xa không bằng lối xóm ở gần, khi tối lửa tắt đèn cũng nhờ lối xóm, phải không? Nhiều khi bà con xa đâu có gần mình, mà lối xóm gần. Cho nên mình sống mà mình biết suy tư, mình biết lân mẫn tới những người xung quanh hay lắm. Cái đó rất là hay. Mà ở đây quý vị thấy mặc dù nhà nào cũng đóng cửa đó, cái xứ này là cái xứ ai cũng đi làm khóa cửa lại, rồi về tới nhà lạnh thấy mồ, ai dám mở cửa, đóng lại. Nhưng mà dù người ta đóng cửa nhưng người ta có mở lòng. Người ta có mở lòng, quý vị thấy không? Haiti mà động đất thôi, Mỹ cho 100 triệu, Canada cho 50 triệu. Chẳng những vậy mà cho lính, cho hàng triệu người, nhân viên xã hội đi qua tận bên nước đó để mà giúp đỡ, chở không biết bao nhiêu đồ ăn qua bển, không biết bao nhiêu thuốc men qua bển. Cho nên vì cái hoàn cảnh, vì cái đời sống xã hội, cửa thì đóng, nhưng mà cửa lòng có mở. Cái cửa lòng người ta có mở. Rồi đó, Pháp Hoàng nghe nói là Canada còn có ý là giống như matching nữa đó. Có chưa? Có rồi phải không? Đó. Cái kỳ mà bão lụt 2004 mà cái bão gì nó kêu là tsunami đó, một công dân Canada mà cho 50 đồng, chính phủ sẽ cho 50 đồng. Cho nên kỳ đó mà Phật giáo tại Canada mình vận động được 200.000 Phật tử, 200.000 đô Phật tử ủng hộ, chính phủ Canada cho 200.000. Rồi bây giờ một trận này chính phủ Canada bây giờ tiếp tục matching. Quý vị thấy không? Một cái đất nước mà người ta mở lòng như vậy. Cho nên đó là mình sống mình có mở lòng. Mở lòng với người khác. Quý vị để ý đi xe mà tuyết mà mình đang ở trên đường mình bị như vậy, mà cái người nào mà họ biết trong xe, họ có sẵn, họ có đồ xúc, họ bước xuống xe, họ phụ cho mình, họ đẩy xe cho mình, không cần quen biết. Cái đó là người ta có tu đó, ta tu cái phước. Không, người ta tu cái phước. Thở đây á, mình có tiền của đời sống của mình được mở lòng. Quý vị nhớ hồi đó mình ở Việt Nam mới qua, mình có gì? Đâu có gì đâu. Hai bàn tay trắng. Rồi từ từ mình có. Bây giờ mình có rồi, mình nghĩ tới những người nghèo, mình nghĩ tới những người khốn khó để mình chia sẻ.
Giờ Pháp Hòa nói thật chứ dụ bây giờ mà đi đâu mà Phật tử có cúng, Pháp Hòa cũng để vô chùa. Còn không là để dành đó đi giúp đỡ cho những người nghèo khó ở Việt Nam. Nên mình nghĩ rằng mình ở đây ăn cũng có, mặc cũng có, đầy đủ, không có sao. Mà nếu mình có thiếu, cái thiếu của mình cũng không đến nỗi. Thôi mình có thể giúp được, mình cứ giúp. Cho nên mình nghe lời Hòa Thượng dạy, không phải là kêu mình đừng kiếm tiền, không phải. Có tiền tốt, nhưng mà có tiền mà biết chia sẻ, cái đó là hay. Cho nên Hòa Thượng dạy mình cách sống có an lạc. Cái cách sống không phải nhiều tiền mà an lạc, mà sống có tiền mà biết chia sớt, thì tự nhiên đời sống mình có an lạc. Hiện tại tâm mình an vui vì mình biết rằng mình sống mà mình không có bo bo, mình giữ của mình, mà mình biết trang rãi tới người khác. Cái điều thứ hai, có tình yêu hiến dâng. Hiến dâng này không có nghĩa là ô mình có cái người tình yêu đó mình đem tặng cho, không phải. Cái chữ tình yêu hiến dâng này là như thế này: mình có được một tình yêu mà bây giờ mình mở cái tình của mình cho nó rộng nữa, là mình tình thương cho tới mọi người, mọi loài nữa. Mình có một người để mình yêu rồi, coi như là của cá nhân mình rồi, nhưng mình mở làm sao mình có một tấm lòng bao la như biển nữa. Thật ra thì nếu ai sống cho riêng mình thì lòng cũng có rộng, nhưng mà rộng như sông thôi, phải không? Còn nếu ai mà sống cho mọi người thì rộng, mà rộng như như biển. Thật ra thì sông nó cũng có cái rộng của nó, nhưng mà rộng như sông thôi. Biển thì có rộng mà rộng mênh mông. Đó. Cho nên mình cũng có cái khúc sông, mình cũng có khúc biển. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên á, mình là diệu dụng của cái tâm rồi đó. Cái tâm mình nó diệu dụng rồi đó. Ở trong ly này thì nó tròn, nó dài. Cho nó ra cái dĩa thì nó rộng. Nó là nước, mà thể nó là nước rồi thì tùy theo cái đồ đựng. Đồ đựng rộng thì nó ra rộng, đồ đựng hẹp nó ra hẹp. Sống được như vậy. Cho nên người ta mới gọi, người ta ca ngợi cái nước của Quan Âm Bồ Tát cầm trên bình đó. Nước này vuông hay tròn là tùy theo bình chứa đựng. Gặp mùa xuân thì loãng, gặp mùa đông giá thì nó đặc lại. Loãng hay đặc nó cũng là nước. Dưới ngọn bút của quân vương sẽ trở thành ơn mưa móc. Bị ông vua ông phê vì duyệt tấu chương đó. Ổng mà say yes là dân có tiền, mà ổng say no là dân không có tiền. Thấy không? Thì chỉ cần một cái chữ ký của ổng thôi. Thấy không? Chỉ cần một chữ ký của ổng thôi. Cho nên dưới ngọn bút của quân vương thì sẽ trở thành ơn mưa móc. Với trên đầu dương liễu của Bồ Tát sẽ trở thành cam lộ thanh lương. Cũng là nước mà ứng dụng đúng. Thấy không? Ông vua mà ổng mà thấm cái mực, bởi vì mực hồi xưa mài là phải có nước, mà mài mực mà xong rồi ổng chấm một cái tấu chương đó mà ổng không có sáng suốt, ổng phê cái tấu chương đó thì có thể dân chúng lầm than khổ sở. Cho nên tùy, ở đây cũng vậy, mình có một cái tình, mình cũng có trái tim, thì cái trái tim này mình phải mở như thế nào, không phải chỉ cho một người hai người mở rộng. Giống như quý vị thấy một ông vua, khi mà ổng chỉ có tình yêu cho gia đình ổng thôi, tức là chỉ có hoàng hậu hay các bà cung phi hay các hoàng thân quốc thích, thái tử công chúa thì đâu có được. Không phải minh quân, minh quân là ở trên chính bệ thì phải nghĩ tới dân lành ở ngoài. Về tới nhà sau khi mà thối triều rồi thì vào bên trong rồi thì ông có tình cho gia đình của ông, phải không? Mà ông vua là vậy, tức là ông cũng có cái mái nhà riêng của ông. Rồi khi mà bên cạnh đó ông phải có một trái tim rộng lớn, ông chan rãi cái tình của một vị vua đến với các thần dân nữa. Cho Hòa Thượng nói có tình yêu thì phải dâng hiến. Bây giờ mình là Phật tử, đối với một vị tu sĩ thì không có tình riêng, mà chỉ có tình chung thôi. Nơi nào cần mình đến,
Chúng sanh cần thì mình đến, đạo pháp cần thì mình đi. Thì giờ mình là Phật tử cũng vậy thôi. Mình làm được gì cho ai mình làm. Ở trong tứ nhiếp pháp đó, cái đó gọi là đồng sự, à, xin lỗi, lợi hành. Bố thí, ái ngữ, lợi hành. Lợi hành là cái gì lợi cho người mình làm. Rồi cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là quý vị có danh, quý vị phải phụng sự. Có danh thì mình phụng sự. Tức là bây giờ mình có một địa vị cũng tốt, nhưng cái địa vị đó để mình làm cái gì? Thí dụ như ở đây, trong cái xứ của mình đây có dân biểu. Dân biểu là theo cái hiểu nghĩa thông thường của mình là cái gì? Đại biểu cho dân, đại diện cho dân. Còn nếu mình hiểu theo chữ nghĩa Việt Nam là dân biểu gì làm nấy. Kêu dân biểu. Dân biểu là cái người đại diện cho dân. Dân cần gì mình lên gặp dân biểu đó. Ha. Là ông dân biểu đó đại diện cho mình để lên nói. Và có nhiều dân biểu cũng sống như vậy. Ở đây ví dụ như các cộng đoàn nào cũng vậy hết á, muốn xin tiền chính phủ phải nhờ dân biểu. Họ đưa cái đơn lên, rồi họ có một cái thơ, họ ủng hộ mình, họ nói họ biết cái cộng đoàn này từng làm việc tốt như vậy, cái thì trên chính phủ họ tin tưởng hơn, họ cho cái tài khoản nó dễ hơn, thí dụ như vậy. Cho nên là mình có ai trên đời này cũng có danh hết á. Đâu phải là đợi mình làm mà một cái người nào ngoài xã hội mới có danh, ai cũng có danh hết. Thí dụ như giờ nè, ở nhà mình có danh không? Mình cũng có cái danh làm cha, mình có danh làm mẹ, mình có danh làm ông, làm bà, thấy không? Rồi đi tu rồi cũng có danh làm thầy, rồi vô chùa mình làm Phật sự rồi mình cũng có cái danh nữa, hội trưởng, thư ký, thủ quỹ, hội phó gì đó. Thành ứng dụng cái danh của mình cho nó đúng. Mình ở trong cái địa vị đó thì mình phải hành xử cho đúng cái địa vị của mình làm. Thì Hòa Thượng mới dạy á, nếu mà mình sống mà mình không có mình không có nghĩa là mình bỏ hết những cái chuyện đó, nhưng mình có, mình cũng đừng có bao giờ dính với cái đó, mà mình biết dùng cái đó một cách chính đáng thì là tốt. Quý vị hiểu ý Hòa Thượng này, mà ứng dụng được như vậy thì gọi là an lạc. Thí dụ như ông Nguyễn Công Trứ nói, đã mang tiếng ở trong trời đất thì phải có gì, phải có danh gì với núi sông. Thấy không? Như vậy thì cái danh mà theo Hòa đoán nghĩ đó, cái danh là cụ Nguyễn Công Trứ nói đó, không phải là mình đi tìm một cái địa vị đâu, xã hội đâu. Bên cạnh đó, đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông, mình phải sống như thế nào với sông núi đất trời. Mình bởi vì mình ở trong trời đất mà. Cái câu của cụ hay cái là sống trong trời đất phải làm gì với núi sông. Chứ mình ai người chúng ta không sống trong trời đất. Nhưng mà mình phải ứng dụng, mình phải sống như thế nào để cho xứng đáng người ở trong trời đất, đền đáp được cái ơn sông núi. Mà người Việt mình gọi là hồn thiêng sông núi đó. Giờ có một cái bài sám thôi không? Giờ phút này sông núi chứng minh, cuối sinh đức từ bi nhiếp thọ. Sông á là tượng trưng cho tấm lòng rộng lớn của mình. Núi là tượng trưng cho ý chí, trí tuệ của mình. Vì núi là nó vững, cho nên núi vững là tượng trưng cho ý chí, trí tuệ. Sông là mênh mông, là bát ngát, là mát dịu, tượng trưng cho tấm lòng. Người sống mà có danh mà biết ứng dụng với tấm lòng, với trí tuệ thì cái danh đó không có hại. Mình làm một cái người có chức vị mà không phải để chỉ ăn hối lộ, không phải chỉ có mình sống trong cái danh vọng đó, mà mình có cái danh đó mình phải sống cho trọn vẹn. Mình làm gì được khả năng của mình. Thí dụ thôi, thí dụ như bây giờ á, một cái người đó họ làm một cái trưởng gì, một cái trưởng ban gì đó, họ có quyền quyết định một cái việc gì trong cái phân khoa đó, cái nhóm đó, mà họ thấy rằng cái quyết định của họ có thể giúp đỡ được cho người đó, thì họ có thể dùng cái quyền của họ
đó quyết định mà để giúp đỡ người, chứ không phải chỉ để mà bành trướng cái thế lực hay là để như thế này như thế kia cho cá nhân thì nó uổng đi. Cho nên theo Hòa Thượng dạy, Ngài không biểu chúng ta phải từ bỏ hết mấy cái đó, lên non lên núi mới gọi là an vui tự tại. Mà an vui tự tại hay không là chúng ta có cái đó mà chúng ta ứng dụng như thế nào. Thí dụ mình có tiền, mình ứng dụng tiền cho đúng thì tiền nó không có sai. Còn mình có tiền mình xài không đúng thì mình có lỗi đó. Tiền không có lỗi nha, tiền không có lỗi gì hết á, nhưng mà cái tâm của người xài tiền, mình xài tiền mình xài đúng thì tự nhiên cái đồng tiền mình nó chính đáng. Còn mình có tiền mình xài không đúng là không được. Cho nên á, cái lợi cái danh nếu mình dính nó nhiều quá thì mình đau khổ. Tại vì nếu một ngày nào đó mà lợi danh nó mất á thì sao? Mình buồn, mình khổ. Hồi xưa người ta nói tình yêu, em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất tình yêu em khổ thật nhiều. Bây giờ mình sửa lại, lợi danh, ta sợ lợi danh, vì lợi danh như là hương hoa, lỡ mai sau ta mất lợi danh ta khổ thật nhiều. Đó là những cái người dính đó, phải không? À, chư tổ thường dạy nè, nhập trần tri túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm giá cao. Mình nhập vô trong trần nhưng mà thường tri túc là biết đủ đó, tâm thường lạc. Mình cũng có danh có vị, bị nhập trần mà, tức là mình phải có danh có vị có hết. Nhưng mà nếu mình cứ cảm thấy mình ứng dụng được những cái đó của mình thì tự nhiên tâm mình thường lạc. Mình nói ví dụ như mình lợi dụng một chức quyền, mình làm cái gì nó không đúng coi, ngủ yên không? Không có yên đâu. Nếu mà cái người đó có sống với cái lương tâm á, đem cái tâm ra mà sống, không có yên. Thí dụ như Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình buôn bán cũng vậy, mà lỡ hôm nào mình gạt được người ta mua một cái gì đó của mình á, nó dưới một cái giá thật cao mà cái món hàng đó không đúng rồi, với cái người mà họ không có cái tâm để sống á, họ thoải mái lắm, họ về họ bình thường. Nhưng mà cái nếu mình mà cái tâm mình mà có một chút thiện lành mà nó khởi lên, mình thấy khó chịu, có phải vậy không? Cho nên mình mà sống được với cái tấm lòng đó của mình á, thì tự nhiên mỗi ngày con người mình nó có an lạc và nó biết thúc liễm hơn. Người sống mà có thúc liễm, có an lạc. Thúc liễm tức là mình biết ngăn ngừa, mình biết bó, mình biết chăm sóc cái tâm của mình, không để cái tâm mình nó đi sai, gọi là thúc liễm. Cho nên qua cái câu chuyện đó đó, thì mình mới thấy rằng Hòa Thượng dạy là các vị sống có tiền, có tình yêu, có địa vị, mà quý vị mở ra chút nữa thì tự nhiên đời sống mình an lạc. Còn nếu mình chỉ giữ cho riêng mình thôi thì sao? Mình không có an lạc. Khi mà mình nhìn vào sự việc hàng ngày nó xảy ra, chẳng hạn như ở bên cái nước Hy thì đã nghèo rồi, động đất. Mà động đất mà đâu phải mà động một lần đâu, cách đây mấy ngày làm trận nữa cũng 6 chấm á, thấy không? Thành thử ra trong một cái đất nước nhỏ nghèo mà 2 lần động đất. Rồi bây giờ đó mình thấy rằng mình sống ở đây, mặc dù bão tuyết thật, thấy không, nhưng mà cái bão tuyết này so với cái trận động đất kia thì nó chả nghĩa lý gì hết. Nhưng mà xin thưa quý vị là Pháp Hòa nhớ có một Hòa Thượng dạy như thế này: nhiều những cái thiên tai, những cái động đất á, xảy ra đó là từ do cái tâm động của mình, động tâm á. Vì cái tâm của mình á, ít có hướng về những cái nẻo lành, rồi thường nó tạo ra những cái đời sống. Thí dụ như hiện tại đây nè, dù mình không có động đất nha, nhưng mà có nhiều gia đình á, làm sao?
đất nó cũng động dữ lắm. Có nhiều khi đâu phải nứt đất rồi mình mới rớt xuống đó mình chết đâu, nhưng mà bao nhiêu những cái đau thương nó cũng sụp đổ, nó cũng động đất ở trong nhà. Do từ đâu? Do từ cái tâm động của mình, từ cái tâm động của mình. Cho nên nói như vậy đó, thì bởi mình mới thấy rằng á, cái mà chúng ta đang sống ở đây so với cái bên kia đó, mình không nghĩa lý gì hết. Khi thấy được như vậy thì hồi mới đầu mình bực lắm, trời ơi tự nhiên bão tuyết. Cái thì khi mình nghĩ tới như vậy, cái mình appreciate, tiếng Anh nó kêu vậy đó, tức là mình biết trân quý những cái gì mình có được. Cho nên bây giờ mình có một chén cơm mà với nước tương mình ăn, mình vẫn thấy mình hạnh phúc. Thí dụ như cái ông gì, ông ở bên Haiti là cái dinh của ông tổng thống hả, cũng sụp. Rồi bây giờ ổng cũng lang thang như như bao nhiêu người dân ở bển vậy đó. Quý vị thấy không? Đó, thành thử ra cuộc đời này cái chuyện mà thịnh suy đó nó mấy hồi đâu. Mà bây giờ ví dụ như ông tổng thống đó mà nếu mà trong thời gian ổng tại vị đó, mà ông sống mà ông có lân mẫn, có thương những người dân bên ngoài, thì bây giờ ông đi xuống và ông sống như người dân, ông bình thường lắm, không có đau khổ. Vì sao? Vì khi mình còn ở một cái địa vị cao mà mình vẫn đem cái tâm mình sống như người dân. Cho khi mà ông, ví dụ Pháp Hòa không biết, nhưng mình nghĩ nếu mà ông bước ra ngoài bây giờ ông đang lang thang vậy, người dân vẫn không có khinh bỉ gì ông hết á, mà chẳng những vậy mà họ còn thương ông. Và chính bản thân ông cũng sẽ không đau khổ. Trời ơi, ngày nào mình ở trên ngôi cao, bữa nay mình phải lang thang như những người dân này, bây giờ cũng lang thang màn trời chiếu đất vậy đó. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên đó, mình có cũng được, mà cái quan trọng là chúng ta biết ứng dụng. Ứng dụng. Giờ mình, có sức khỏe nè, mình có khả năng nè, ha, rồi mình có mọi thứ. Giờ mình ứng dụng sức khỏe, khả năng của mình như thế nào cho nó chính đáng, thì tự nhiên mình thấy cái ngày hôm đó mình sống không có uổng. Cho nên Đức Phật mới nói đó, sống một ngày có ý nghĩa còn hơn sống trăm năm vô ý nghĩa. Vì mình sống một ngày mình có làm lợi được cho ai đó, còn không thì mình có một phút nào đó, một phút nào đó mình nhìn lại thì mình tự nhiên mình thấy hình như một ngày qua mình sống không được gì hết. Quý vị để ý đó, cái người tu của mình nó khác là như vậy đó. Hôm qua Pháp Hòa giải thích cái chữ tu sĩ đó, thấy không? Tu sĩ là người tu, tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng là tu sĩ hết. Mình sống mà cái trái tim của mình nó lạnh ngắt, mặc kệ ai sống ai chết ai gì thế kệ, thì cái đó thôi khỏi nói. Cho nên bữa hôm á, có một cái đứa nhỏ kia đó, nó ghét anh đó. Thì thầy, ông thầy mới nói à thôi cũng được, con còn biết ghét thầy cũng mừng, là tại vì con còn có cái feelings, con còn có cảm. Nếu mà con sống mà con không còn ghét, không còn thương nữa, thầy mới rầu. À, ông nói như vậy, nhưng mà trong cái lời dạy đó mình mà suy ngẫm thì mình thấy nó cũng có cái lý. Là vì con còn có, con bị gì, cuộc đời nó vô thường. Con có ghét có nghĩa là con đã từng thương. Con đã từng thương cho nên con mới ghét. Mà hôm nay con ghét thì con cũng sẽ có ngày con thương. Như vậy trái tim của con nó còn đập, nó còn nóng, nó còn nghĩa là rung động. Còn thầy sợ nhất một trái tim là bất động. Trái tim đó là trái tim gì? Trái tim đó là trái tim mùa đông. Trái tim là trái tim mùa đông. Trái tim đó là trái tim của ngục tù. Trên một cái trái tim đó thầy sợ. Thầy nói ông, thầy cũng nói ngắn gọn nhưng mình nghe được á, mình phải suy nghĩ. Cho nên nếu mà một người mà còn thương còn ghét, thấy không? Biết người đã khổ đó, tức là cũng còn bực bội, còn buồn, nhưng ít ra, at least, ít ra cái người này còn có cảm giác. Có người mà sống mà họ không còn cảm giác nữa, giờ họ đi về tới nhà họ giục cái áo đó cái họ lên giường họ ngủ, không cần biết con họ ăn cơm chưa, vợ có nhà không, hay là đi đường bị tuyết ngập còn đang cào tuyết ở ngoài, thí dụ cái đó mới khổ à. Thí dụ vậy. Cho nên đó, mình thấy nhiều khi đi làm về, ngược lại cũng vậy,
Ngược lại cũng vậy, mình được có cái phước là được một người chồng lo lắng cho mình thì mình cũng đừng có thờ ơ. Mình sống á, càng khi mà mình càng sống ở trong đời, mình càng thấm nhuần cái đạo lý của Phật á, thì mình mới thấy rằng Đức Phật á, dạy mình đó không phải tu hành để rồi chúng ta trở thành một cái bậc siêu phàm, gọi là vượt thánh, để mà rồi chúng ta không còn cảm giác gì với ai nữa. Không phải đâu. Mình sống làm sao mà mình biết nhìn mọi người. Hôm cuối năm vừa rồi đó, Pháp Hòa mới nói với mấy chú đó. Pháp Hòa nói với mấy đứa sống làm sao mà ráng làm cho được con mắt để nhìn, lỗ tai để nghe, trái tim để cảm. Người sống mà có nhìn, có nghe, có cảm không đến nỗi đâu. Sống là phải có nhìn. Vì khi có nhìn á, trái tim nó rung động. Thấy cảnh khổ của người, tim rung động. Cho nên nhiều khi á, kiến đạo thì mình vừa thấy không, liền chứng đạo. Hiểu rõ cuộc đời nó vậy. Thấy không? Rồi bây giờ mình lấy tai mình nghe, nghe người ta nói, tự nhiên cảm được, làm được điều đó. Cho nên bây giờ đó, mình để ý, mình sống trong chùa không vậy, mình sống ở nhà không vậy, sống đâu không vậy á, người mà sống mà có trái tim, có con mắt, có tai, thì tự nhiên mình làm cho một người xung quanh mình an vui lắm. Cho nên nhiều khi đâu có cần gì lớn lao đâu, chỉ một lời an ủi, một lời hỏi thăm thôi, tự nhiên thấy cũng đủ rồi. Hồi đó Pháp Hòa nhớ có một cái tuần cải lương, cái anh này ảnh thương cái cô này. Thì cái cô này là một cô gái giang hồ, nhưng mà anh thương thật. Rồi cái cô này thì mặc cảm cho nên bỏ đi rất là lâu. Thì mặc dù cô này thương anh lắm, nhưng mà vì cái danh dự của anh muốn bảo vệ cho anh, cho nên cô này bỏ đi. Thì bao nhiêu năm trời anh này đi tìm, thì một ngày nọ tình cờ gặp được nhau, thì anh này mới nói rằng anh đã đi tìm em tận khắp nẻo chân trời, từ đường phố rộng thênh thang đến tận cùng ngõ hẻm, nói như vậy đó. Cái thì cô này cũng mới nói bao nhiêu đó cũng đủ làm cho em sung sướng, cũng đủ làm cho em tự hào là em cho chọn lựa không sai. Quý vị thấy những câu nói như vậy. Thì anh này nói là anh đã đi tìm cô này như vậy vì anh không có màng cô này là một người như thế nào, bởi vì anh thương cô thật. Thì cô này một cô thương thật, cho nên cô mới nói bao nhiêu đó cũng đủ làm cho em sung sướng, cũng đủ làm cho em tự hào là em đã chọn lựa không sai, chọn lựa một cái người mà mình có thể gửi gắm được. Cho mình sống ở đời mình có rung cảm, mình có thương lân mẫn nhau. Mình đâu có làm được cái gì cho cái người bệnh, không làm được gì cho người bệnh mà hết bệnh hết á. Nhưng mà cái lời hỏi thăm của mình là một cái sức mạnh. Cho nên trong đạo hữu với nhau, mình nghe ai bệnh lập tức mình đi tới thăm. Đi không được gọi phone. Tự nhiên chỉ bao nhiêu đó thôi, nó cũng đủ làm ấm lòng với nhau. Huống chi là mình chung sống một nhà mà không ai biết ai hết á. Mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy làm gì làm, thì thấy nó lạnh lẽo lắm. Cho nên đối với cái dạy của Hòa Thượng đây, thì Ngài muốn hướng dẫn mình như vậy đó. Các vị có tiền, có tình yêu. Một cái chữ tình yêu này không có nghĩa là chỉ dành riêng cho một người, mà mình có trái tim, biết thương, biết cảm. Cho quý vị lễ Đức Bồ Tát không? Lại Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Con mắt là để nhìn, trái tim là để cảm. Cho người sống mà có con mắt, có trái tim đi vào cuộc sống thì cái người xung quanh mình đỡ lắm. Chúng con xin học theo hạnh của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Biết như vậy đó, cho nên mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người.
Thí dụ như biết Pháp Hòa bệnh mà chú Nguyên Thạnh mà cho cái nước apple cider nóng nóng uống khỏe, chỉ cái hành động nhỏ vậy thôi cũng làm cho người kia đủ hạnh phúc. Giống như bây giờ mà mỗi lần mà hôm bữa thứ sáu vậy đó, Pháp Hòa bệnh thì không có xuống được dưới nhà, thì quý cô biết như vậy cho nên nấu sẵn một cái nồi cháo cảm. Tới hồi Pháp Hòa giảng buổi tối đó xuống thì mấy cô nhắc là đi ăn cháo. Thì tự nhiên mình có ăn hay không cái chuyện đó tính sao, nhưng mà người mình tự ghi mình cảm thấy nó cũng vui, nó ấm lòng là sống với nhau, chung với nhau một đạo tràng, mình bệnh mà người kia biết chăm sóc. Cho nên thì quý vị nhớ là Đức Phật có một lần Ngài đi thăm bệnh, có một vị tỳ kheo bệnh mà các huynh đệ quên chăm sóc, lo liêm diêm tu không quên chăm sóc. Thì Đức Phật đi tới thì thấy cái vị này mình mẩy hôi hám mà thuốc men không ai chăm sóc. Thì Phật mới hỏi là ai ở chung với thầy, nói dạ huynh kia, huynh nọ. Đức Phật mới bảo Ngài A Nan múc cho Ngài một thau nước nóng, tự tận tay của Ngài lấy khăn Ngài nhúng nước rồi Ngài lau mình cho vị tỳ kheo đó, rồi thay quần áo cho vị tỳ kheo đó và đem thuốc men thức ăn đến. Và sau đó Đức Phật đã đợi các thầy về, Đức Phật dạy một bài pháp. Đức Phật dạy công đức của người chăm sóc bệnh, và Đức Phật dạy các thầy là huynh đệ với nhau, có cơ duyên sống chung với nhau thì các thầy nên để ý và chăm sóc cho nhau. Thành thử quý vị thấy Đức Phật không phải dạy chúng ta chỉ một cái mực tu để mà giải thoát không, phải không? Mà Ngài còn dạy chúng ta sống rất tình với nhau, rất người với nhau. Chứ con người mình nó khác là chỗ đó, bệnh biết chăm sóc, chết biết chôn với nhau. Không, thường thường con vật á, con này nó chết thì con kia tới ăn, nó có chôn cất vì nhà đâu. Con người nó khác, người này chết, người còn ở lại lo đàng hoàng, chôn cất, mai táng, hỏa táng hay như thế nào đó cho đàng hoàng. Đó là cái tình người với nhau. Cho mình hay cái người đã mất đi đến thắp cây hương, cho nên cái tình của người Việt, cái tình của ngã đông nó đậm đà như vậy. Có một cái anh làm ở nhà hoàng á, anh mới nói với Pháp Hòa là bây giờ đó họ đang có cái ý muốn á là đi thăm người chết mà cái kiểu drive through. Quý vị biết cái kiểu đó không? Tức là cái kiểu như là đi mua tiệm McDonald's hay mấy cái quán ăn á, như Tim Hortons á, không có thì giờ bước xuống xe phải không? Rồi cái lái xe qua cái chỗ drive-thru á, rồi cái bấm cái nút hỏi muốn mua cái gì, cái nó mua vậy, cái nó giá tiền, cái tới trả tiền lấy vậy. Bây giờ họ đang có cái ý đó. Tức là sẽ đưa cái quan tài người mất nằm đâu gần cửa sổ á, rồi nghĩa là lái xe đi ngang ngó một cái rồi bye bye, rồi là xong. Pháp Hòa nghe xong rồi nói, nếu mà có đi họp đó, nhớ đừng có tán đồng cái ý đó. Đâu phải là cái đời sống mình bận rộn đến mức độ mình không làm được cái chuyện đó, có phải không? Cái đó là nó kỳ lắm. Không có cái chuyện mà viết gì funeral drive through, doesn't work, doesn't make sense. Drive through viewing. Hôm rồi có một anh Tây Phương anh tới nói Pháp Hòa, anh nói là cái cách của thầy rất là hay, là khi mà mình đi đám tang đó mà cái người đó mà là hỏa táng đó thì mình mời tất cả mọi người đi lên, xong rồi mỗi người có một cái hoa tiễn vô trong quan tài luôn, rồi xong đậy nắp lại đưa vô lò thiêu. Tại vì ở đây mình cái lò thiêu nó hơi hẹp, không có thể mọi người vô trong đó mà tiễn hoa vô trong lò được. Còn đi chôn thì được, đi chôn thì hạ đất xuống rồi thì mỗi người tiễn cái hoa được. Còn ở đây đi thiêu thì mình làm kiểu khác, là mình để mỗi người cái hoa. Thấy không? Cái cánh hoa đó là tượng trưng cho một cái tình nghĩa tặng cho nhau. Cho nên Pháp Hòa nói với cái anh làm ở trong nhà hoàng á, cuộc sống này nó rất là creative. Nhưng mà có những cái nó không phải đạo. Quý vị thấy không? Như có một lần á,
cái hãng Secret Victoria, tức là cái chỗ mà chuyên môn làm những cái áo tắm rồi này kia đó, thì ảnh mới đem cái hình Đức Quan Âm á, ảnh in ở dưới cái áo tắm á. Anh đem cái hình Đức Quan Âm Bồ Tát á, anh để trên cái ngực của áo tắm. Rồi anh mang cái hình của Phật Thích Ca đó in ở dưới cái đáy quần của áo tắm. Thì khi mà cái sản phẩm nó được xuất hiện trên thị trường đó, thì tất cả những giới Phật tử mình rất là phản ứng và không có đồng ý. Nhưng mà không có bạo động, không có bạo động. Viết thư, hàng trăm ngàn, hàng triệu lá thư viết lên trên cái hãng đó. Thì Pháp Hòa có ký một cái lá thư. Trong cái lá thư đó nó có một cái câu mà chúng tôi biết rằng nghệ thuật là một sáng tạo. Art is a creative. Nhưng mà nó phải có cái limit, nó phải có cái giới hạn của cái sáng tạo. Và không nên dùng những cái biểu tượng của các bậc tôn đức trong mỗi tôn giáo. Chúng tôi không chỉ riêng nói Phật giáo. Hình ảnh của Chúa, hình của bất cứ một vị nào, nếu nó đã là biểu tượng tâm linh của mỗi tín đồ trên thế giới này, thì chúng tôi đề nghị là quý vị không nên dùng. Thì sau đó không lâu thì có một cái phim nữa, một ông đạo diễn chụp một cái hình quảng cáo cái bộ phim đó, ngồi trên đầu của Phật Thích Ca, đưa cái poster đó ra ngoài liên tục như vậy. Nhưng mà mình vui là mình không có bao giờ mình bạo động, không bao giờ khởi một cái niệm bạo động, niệm khởi còn không có. Chỉ muốn khuyên họ đừng làm những chuyện đó, không nên. Thành thử ra hôm nay đó là cái ngày lễ Phật thành đạo, thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng qua cái chuyện mà Pháp Hòa đi đám tang vừa rồi. Trong ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, có 4 ngày thôi, mà mình chứng kiến ba sự ra đi của ba tuổi tác. Thì để nó giúp cho mình thấy được cái vô thường, nó làm cho mình thấy được cái vô thường, và tự nhiên mình cảm thấy rằng mỗi người mình sống như thế nào để cái đời sống đó nó có ý nghĩa. Và thường thường á, đôi khi á, mình không có gặp những cái cảnh khổ trong đời á, tự nhiên cái tâm mình ít có khi nào mình chùng lại để mình suy tư, để mình quán chiếu. Cho nên thỉnh thoảng mình gặp những cái niềm đau nỗi khổ trong đời á, chưa hẳn là cái điều xấu. Nhiều khi như vậy nó cho mình một cái cơ hội để chúng ta nhìn lại, để chúng ta phản ảnh, chúng ta nhìn lại. Tiếng Anh nó gọi là reflecting. Mình phải nhìn lại. Chứ còn sống mà mình cứ lúc nào cứ thuận thuận hoài đó, đôi khi cũng không tốt. Mình sẽ bị cái tâm buông thả, bỏ trôi. Và cái sự kiêu ngạo nó có thể nó sinh ra. Cho nên Phật dạy mình đó, cái hay là lúc nào mình có thể quán chiếu được. Hoàn cảnh thuận cũng quán chiếu tu tập được, hoàn cảnh nghịch cũng quán chiếu tu tập được. Thì tại hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một cái mở đầu như vậy, cũng như cái câu chuyện ba người đệ tử đến hỏi vị thầy về cái cách sống cho an lạc. Thì vị thầy mới trả lời nè: có tiền thì phải biết nên hiến tặng ha, có tiền nên sớt chia, có tình yêu nên trang rãi và hiến dâng, có danh vị nên phục vụ. Có được như vậy thì đời sống mình mới có an lạc. Thôi, nhân mùa thành đạo này thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với quý vị như vậy. Thì chúc tất cả quý vị có một ngày an lành và có đủ sức khỏe để đi xuất tuyết chiều hôm nay. Hồi sáng này có một vị mới nói: bây giờ con muốn thưa là, người ta thường hay nói vậy nè, đời là vô thường, chết không có mang theo được gì, làm chi cho nhiều. Người ta hay nói vậy đó. Giờ cái câu đó thầy nghĩ được không? Pháp Hòa nói cái ý nói thì có tốt á, nhưng mà không khéo cái câu đó trở thành ra cái gì, cái gọi là tiêu cực. Nếu nói đúng mà nói vậy nè: đời là vô thường, chết không mang theo được gì,
Cho nên chúng ta phải cố gắng làm những gì chúng ta có thể, và làm mà không dính mắc. Vì mình biết rõ ràng mình không đem theo được gì, nhưng mà không có nghĩa vậy rồi chúng ta không làm gì. Ai cũng nghĩ như mình thì ai làm gì đâu. Ví dụ mình nghĩ đi, thôi con ơi, chết cũng không theo được gì, học chi con. Chết không đem theo được gì để dành tiền chi con. Đâu có phải. Dù biết rằng chết không mang được gì, nhưng mà trong khi chúng ta còn sống, chúng ta cần những gì thì chúng ta làm, nhưng mà làm không có dính. Buông bỏ nhẹ nhàng, không có dính. Đó là người có trí. Và người đó đó, cái nhìn vô họ, trời ơi sao mà ông đi ngoại nhẹ nhàng không dính mắc. Công đức của người quán vô thường và đã có tu tập trong khi làm việc. Bây giờ có nhiều vị nói đời là vô thường, chết không mang được gì, thôi bây giờ xài xả láng. Rồi cũng có những người nói thôi chết không mang được gì, có bao nhiêu làm phước làm thiện bấy nhiêu. Quý vị thấy ông Bill Gates chia tài sản không? Những tỷ phú giờ người ta chuẩn bị người ta chia hết, tại vì ta biết làm sao. Nhưng mà nếu mấy ông nghĩ thôi tôi làm cực thì chúng ăn hết tôi làm chi, không, vẫn tích cực làm việc. Cái gì mình có khả năng mình làm được, mình thu nhận được, mình phải làm. Pháp Hòa tâm sự với ông kiến trúc sư trên đường, ông chở Pháp Hòa ra Tây Thiên, Pháp Hòa nói chuyện với ông. Tôi nói thật với ông, tôi cũng không biết là sao đời tôi rồi ai là người tiếp nối và được bao nhiêu, tôi không biết. Nhưng mà nếu tôi nghĩ bi quan, thôi làm ra rồi ai giữ ai coi, thì tôi sẽ buông, tôi không làm gì hết. Rồi cuối cùng ví dụ như cho tôi sống được 60 tuổi thì tôi sẽ phí đời tôi 60 năm. Tại vì mấy chục năm nay tôi sống tôi không làm gì hết, tại tôi cứ nghĩ làm gì rồi ai coi, ai ngó, ai dòm, thì cuối cùng tôi không làm. Giờ ngàn người nghĩ như vậy thì thế giới này không có gì xong hết á. Cuộc đời này không có cái gì để cho ai hưởng gì hết á. Quý vị thấy Nam Ấn á, ai mà đi Ấn Độ là đi, mình đi thánh tích là mới có Bắc Ấn rồi nha. Nam Ấn á là cái nơi không phải là Đức Phật đã từng xuất hiện đó, nhưng mà chư tăng đi lên trên cái vùng đó, đi vào những cái hang núi, đục núi, lập tu viện, lập chùa. Sau một ngàn mấy trăm năm Phật giáo bị tiêu diệt, thế kỷ thứ 12 là nguyên cái vùng đó coi như là bị cỏ, bị cây rừng nó che lấp, không ai biết bên trong đám rừng đó là một ngôi tu viện đồ sộ của Phật giáo. Khi mà nước Ấn Độ bị nước Anh cai trị, thì có một ông đại tướng, ông bắn một con thỏ, ông rượt một con thỏ và con thỏ nó phốc vô trong cái khu rừng đó, ông rượt theo. Khi mà ông vô trong đó, ông mới tá hỏa rằng ở phía sau đám rừng này là một kỳ quan. Bắt đầu mới khai quật lên. Và bây giờ trở thành ra một cái điểm thánh tích của Phật giáo để cho mọi người tới tham bái. Cái trụ mà ông Vua A Dục ông xây lên khi mà ông hiểu đạo rồi đó. Quý vị biết Vua A Dục là ông tương đương với Tần Thủy Hoàng đó. Ở bên Ấn Độ là có A Dục Vương, còn bên Trung Quốc là người ta có Tần Thủy Hoàng, nghĩa là thống nhất Trung Hoa, thì ông Vua A Dục này là thống nhất Ấn Độ. Ác lắm. Nhưng mà tại vì xưa giờ là nhất hướng công thành dạng cốt khô mà. Một người mà thành tựu được cái ngôi vị của mình thì cả vạn cái xác phải nằm xuống chứ, phải dạng người phải nằm xuống. Khi mà ông tỉnh ngộ rồi do lời dạy của Phật, ông phát tâm đi tham bái thánh tích, xây dựng 84.000 cái tháp lớn nhỏ khắp nước Ấn Độ để biểu thị cho 84.000 pháp môn của Đức Phật. Đi đến những thánh tích, dựng cái trụ cột lên, ghi những cái tiếng, xác định. Có một số nơi Hồi giáo tới đập những cái cột đó, những cái trụ đá đó gãy nằm ngay đó. Có những cái trụ đá còn nguyên. Vậy mà bây giờ cái trụ đó hồi xưa nó thường thôi, nó là cái trụ ghi dấu kỷ niệm vậy mà. Bây giờ ai tới thánh tích cũng tới cây trụ lại hết. Ví dụ bây giờ mình đến Lâm Tỳ Ni á,
là tất cả đều tập hợp ở chỗ cây trụ của vua dược, cây trụ đá của vua dược vương để làm lễ. Còn không thì đến cái cây bên bờ hồ mà hoàng hậu Maya tắm khi hạ sanh xong. Còn ở trong cái chỗ mình, ngay cái chỗ mà người ta đã khảo sát và người ta xác định đây là Đức Phật đã từng đứng đây lúc ngày đáng sanh đó. Bây giờ người ta che lại, người ta đâu có cho mình tới, đi vòng thăm thôi chứ đâu có vô làm lễ gì được. Muốn làm lễ là làm lễ bên ngoài hết. Và nói ví dụ vậy đó. Cho nên cái công đức là gì? Là mình nhìn vô cái quả của cái người đó, là đó, đây là công đức của anh. Hôm qua qua chập chị Hoàng á, chị nó ngộ lắm thầy ơi. Mỗi lần mà sắp sửa khóa tu là con bị nghỉ việc à. Tiệm ế mới cho chị nghỉ. Nhưng mà hễ mà chị đi lên chị phụ xong một khóa tu về là đắt, kêu chị không kịp mà nó đó, công đức. Rồi mình đi công quả về có công đức. Ở đây có nhiều em học mà học xong nha, học ra trường đại học rồi đi tìm việc hoài không ra. Pháp Hòa nói bây giờ con đừng có chờ đến khi nào mà con lượm được cái job đúng ý mình rồi con mới đi làm, trong khi đó là đói chết. Bây giờ con chạy visa cũng được, con làm cái gì cũng được, ít nhất con có tiền đổ xăng, con không cần phải xin cha mẹ một đồng nào đỡ đồng đó. Rồi bên cạnh đó đó, con lên chùa con làm công quả đi, mà đứa nào thấy cũng kết quả đó. Lên nó làm công quả thời gian là có job hết. Này không phải quảng cáo nha. Không phải nói vậy rồi ngày mai ai lên công quả. Thật sự ra cái gì mình làm nó đều có cái công đức hết. Thì thường thường mình nhìn vô cái người đó mình nói trời ơi, tôi giờ đỡ lắm chị. Giờ lúc này mấy đứa nhỏ nó lớn, nó đi làm công ăn việc làm tốt lắm, mỗi tháng nó còn phụ tôi được, nó có hiếu thảo. Nếu mình nói theo thế gian á, đó là chị bây giờ chị được hưởng rồi đó. Những cái gì mà chị đầu tư cho con cháu chị bây giờ được hưởng, thì nói theo Phật giáo là gì? Công đức. Người mà bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, người mà tối chịu khó dùi mài kinh điển thì làm gì cũng có công đức của trí tuệ. Chịu khó học hỏi, mình biết mình dở thì mình học kỹ một chút. Không, mấy đứa mà nào mà nó dở đó ha, nó về nhà nó rỉ mỏ muốn chết. Còn đứa nào mà nó biết nó giỏi rồi làm ngay trong trường luôn, về chẳng thấy nó học bài, vậy mà nó điểm cao. Vì gì? Nó giỏi. Còn cái đứa nó dở nó tự nó biết. Thành thử quý vị biết không, có nhiều người mà ta lấy được cái bằng cấp, ta nói trời ơi đây là mồ hôi nước mắt của tôi đó, bao nhiêu năm trời tôi khổ lượm được tờ giấy. 4 năm 6 năm gì đó. Thì Pháp Hòa xin thưa là công đức là vậy. Tức là cái quả mà chúng ta đã thành tựu được. Cho nên cái đó nó đòi hỏi ở cái chỗ tu tập. Công đức là vậy. Cho nên ở chùa mình để cái thùng phước xương. Để chúng nhớ chữ phước xương không? Xương là cái thùng. Xương là cái thùng. Người Bắc kêu là hòm. Người Bắc gọi là cái hòm. Hòm công đức. Có nhiều chùa ngoài Bắc ghi rõ luôn vậy nghe, hòm công đức. Thì cái chữ hòm đó, đó nghĩa là nghĩa của chữ xương đó. Phước xương là cái thùng công đức. Có nhiều chùa ghi tiếng Việt luôn, thùng công đức. Có nhiều ghi hòm công đức. Nhưng ghi hòm, ghi thùng gì nghe. Mình ghi chữ công đức, có cái lỗ ngay đó ta biết. Thì bây giờ công đức là gì? Anh có khả năng nhiều, anh phát tâm anh cúng vào đó, đều có công đức hết. Vì bừng từ cái tâm thành của anh. Cho nên cái người mà Phật tử bây giờ mà mình đi chùa mình có được kết quả lợi lạc, bây giờ cái tâm, bây giờ mình muốn biết mình có công đức của tu tập không á, muốn biết mình có không á, thì khi nào mình đụng chuyện mình thử cái phản ứng mình sao. Cái mặt mình nó có rần rần lên không? Mắt mình nó có trận trắng trận tròng lên, mình nói chuyện không? Nó biểu lộ công đức hết. Thật ra ở đây nè, thành tựu công đức của trí tuệ. Người có trí tuệ, đây là công đức của họ đây. Một, thiện nam tử, người có trí cầu được 10 lực. Cái này mình học rồi nha. Nếu mà quý vị nào muốn biết thì về mở lại cái bài giảng trí lực của Như Lai. Cái này tiếng Hán gọi là thập lực. Thập lực là gì?
là 10 cái năng lực của một Đức Phật. Thí dụ mình nói năng lực thứ nhất là đạo lý. Mình nhìn biết sự vật này đạo lý như thế nào, đạo lý như thế nào mình biết. Đó là một cái năng lực thứ nhất. Cái năng lực thứ hai là biết được nghiệp báo. Cái người mà ta biết được nghiệp báo, ta nhìn gì ta biết, ta nói. Cái đây nói không có nghĩa là mình có thần thông mình thấy được, nhưng mà mình đã là người có hiểu biết là mình biết cái gì nó cũng có cái nhân cái quả của nó, chứ không có cái gì nó tự nhiên hết trơn. Trời ơi trời, tôi có chọc ghẹo gì nó đâu, tự nhiên lại nó kiếm chuyện với tôi à. Tại vì anh mới nhìn có một tuần lễ nên anh không chọc ghẹo nó, mà anh quên 3 năm trước anh chọc nó. Nó tìm cách nó quật anh hoài mà chưa có. Cho nên cái trí lực thứ hai là biết được tam thế nhân quả. Còn cái trí lực thứ nhất là nhìn mọi cái đạo lý, biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh. Phá hoài ví dụ vậy nè, mình thấy người ta cầm chuỗi ta niệm Phật. Cái người mà người ta thấy được cái đạo lý đó, đấy, lần chuỗi là một cái phương tiện mà, biết liền. Đây là phương tiện giúp cho mình định tâm nha. Đây là phương tiện giúp định tâm. Tâm mình chưa định, lấy sâu chuỗi ra lần. Nhưng mà mình biết rằng sâu chuỗi là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh. Cứu cánh là gì? Cứu cánh là absolutely, là như vậy, là cái chỗ không có cần phải mượn phương tiện gì hết. Nhưng mà cuộc sống này cần có phương tiện. Quý vị thấy cái thầy đó mới vừa 4 năm trước, 5 năm trước còn là sa di, đúng 5 năm rồi học hành rồi đàng hoàng rồi đi thọ giới về cái mình gọi bằng thầy. Thì mình biết rằng cái đạo lý là vì sao? Vì mình gọi thầy á, không phải là mình gọi chữ thầy đó không có nghĩa là mình hạ mình với ông đó. Mình tại sao mình lớn hơn đó mình kêu ông bằng thầy? Mà cái chữ thầy ở đây mình muốn gọi là để nhắc nhở cho cái vị đó đúng cái vị trí của thầy. Và hơn nữa, khi tôi gọi như vậy là thầy biết nha, thầy đang ở một cái bậc mà người ta kính trọng, thì thầy phải giữ đúng cái nếp để cho thầy đúng xứng cái danh mà thầy được gọi. Cái đạo lý nó là vậy. Trên nguyên tắc á, kinh chỉ là một quyển sách thôi mà. Nếu mình nói cho cùng tận, nó là một cuốn sách chữ nghĩa đây nè. Nhưng mà tại sao mình để trên đầu mình kính trọng gì đây là quyển kinh? Cái đạo lý là người, cái gì mà nó chứa chữ nghĩa của các bậc thánh hiền dạy cho mình hướng thượng hướng thiện thì gọi là mình trọng. Trọng để làm gì? Vì có trọng thì mới có giữ. Có giữ mới có cơ hội đọc, rồi nghiên cứu, rồi hiểu biết. Ôi ba cái sách vở này chữ nghĩa không, dục thùng rác, mai mốt cần kiếm không ra. Nhờ mình quý trọng mình giữ cho nên mai mốt cần có. Cho nên đạo lý là vậy. Cho nên cái năng lực của một cái bậc trí là người ta nhìn người ta biết. Tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực, nghĩa là trí lực biết tất cả các cái tam muội. Tam muội là gì? Chánh định. Ví dụ như có một cái người đó, người ta quán vô thường. Người ta quán vô thường đến mức độ á, là tâm của người ta thấm nhập cái đạo lý vô thường, mà tất cả các pháp người ta nhìn xung quanh, người ta thấy không có gì mà đủ khả năng làm khổ người ta hết á. Người đó chứng được cái tam muội của, gọi là gì? Như huyễn tam muội. Nghĩa là có được cái chánh định nhìn các pháp tạm bợ hết. Người ta không có bỏ nha, người ta không có phê bình, người ta không có dục nó, người ta không có quăng nó, người ta không có coi thường nó. Người ta vẫn dùng, vẫn quý nó hết á, nhưng mà người ta không dính gì hết trơn. Ví dụ bây giờ mình thấy cái bình hoa này mình thích quá chừng luôn.
ai đi ngang quẹt nó bể một cái. Mình nổi mặt không ấy gì nhưng mà cũng hơi bực. Vô ý vô tứ ẩu tả thế này thế kia, nhưng mà cái người mà người ta ta thấy biết vậy đó, ta không có phiền muộn gì đó, vô thường. Quý vị biết không, khóa tu cũng vậy, nhiều khi đang ngồi vậy nè, ở sao là một cái rốn chén bể trên. Nếu mà Pháp Hòa xoay qua nữa đó, Pháp Hòa làm cho cái người làm bể ta ngại lắm. Pháp Hòa tỉnh bơ, Pháp Hòa ngó luôn, mình ngó qua người ta ngại lắm. Và Pháp Hòa còn đùa một câu để cho người ta nhẹ xuống liền: không sao không sao, hoa khai phú quý. Theo người Hoa đó, chén dĩa mà bể á là người ta nói một câu, nói một câu chúc lành lên. Nghe chén dĩa bể là nói một câu lành lên liền: hoa khai phú quý, tức là hoa nở là có sự phú quý. Nói một câu lành để làm chi? Pháp Hòa thì quan niệm là người ta đang làm lỗi rồi, ta biết rồi, ta hết hồn rồi, giờ mình xoay qua nữa mình làm cho người ta cảm giác khó chịu lắm. Cho nên Pháp Hòa không có ngó lại, rồi mình nói một câu để cho làm người ta nhẹ: hoa khai phú quý. Thì cái người có trí là người ta ứng xử. Mình không dám nói là mình, dĩ nhiên là mình, cái mình tu rồi cũng phải có trí chứ, không phải là đại trí thì cũng tiểu trí. Chứ nếu mà tu càng vô trí thì chết rồi. Học Phật nghe Pháp thì phải mở mang trí mình lên. Thì ở đây Pháp Hòa đưa một cái ví dài, cái ví dụ vậy. Quý vị muốn biết 10 cái trí này là gì, về mở bài giảng khác lên nghe. Có một cái bài mà nói về cái này rồi, là trí lực của Như Lai, 10 cái năng lực trí tuệ của Đức Phật. Thì trong này nói người có trí cầu được 10 lực, có được 10 cái lực. Thứ hai là người đó có gì? Người đó có được cái tứ vô sở úy, tức là 4 điều không sợ hãi. Cái này Hòa cũng nói rồi. Thí dụ, một cái ví dụ, Đức Phật là người biết khổ và có phương pháp giải khổ, không sợ. Thôi bây giờ Pháp Hòa ví dụ về đi. Mình là người biết chữa bệnh, mình nghe người ta nói người ta bệnh vậy á, bình an lắm. Trời đây, trời ơi, tôi biết rồi, cái bệnh này tôi biết, tôi chữa được hết á. Tại sao? Tại vì mình biết bệnh và biết cách chữa bệnh. Đức Phật cũng thế, biết phiền não và cách đối trị phiền não, cho nên Ngài có cái đức không sợ. Không sợ phiền não vì mình biết. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng á, có một bác Phật tử nói: thầy ơi, tụi con á, tu muốn cầu vãng sanh tịnh độ, mà sao ở Ta Bà này phiền não quá, thầy chỉ cho con làm sao hết phiền não. Pháp Hòa nói: bác, tại sao bác muốn sanh tịnh độ bác biết không? Tại vì cõi đời này khổ, cõi đời này khổ, mình thấy cõi đời này khổ cho nên mình muốn cầu về cực lạc. Thành thử ra nhớ nha, khổ nhiều nào thì cái tâm phát nguyện vãng sanh mình mạnh chừng nấy. Còn nếu cõi đời này mà không khổ, sức mấy mà chịu tu. Thôi giờ đừng nói chi hết nha. Cái mỏ mà mình thích nhất, mình tụng kinh cái tiếng nghe nó hay nhất, người ta xin nó dám cho không? Nhiều khi còn chưa dám cho. Mình nói một cái nhỏ mà dính mắt thôi, chứ đừng có nói. Cho nên á, đừng có sợ cõi đời này phiền não, vì chính phiền não chừng nào, khổ đau chừng nào thì nguyện mà mình cầu về cõi Phật thì lại càng lớn chừng nấy. Có nhiều người, có nhiều Phật tử khổ chồng, khổ con, khổ anh em, khổ gia đình, đủ thứ khổ hết. Cho nên người đó mới nói: bây giờ con quyết chí rồi, không có muốn, nghĩa là sợ lắm, sợ nhân quả, thì chỉ muốn làm sao ráng tu tập để khi bỏ, xả bỏ cõi Ta Bà này, đi về cái cảnh giới an lành của chư Phật. Pháp Hòa thì nghĩ khác, Pháp Hòa thì tu tập khác chút. Ngay cái cảnh khổ của mình chính là cái đối tượng cho mình chuyển hóa, thì chính chỗ đó là cái cõi đối tượng để mình tu, đối tượng tịnh độ. Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, khi người ta hỏi quý vị á,
Tịnh độ của Phật Di Đà là Tây Phương Cực Lạc. Tịnh độ của Phật Dược Sư là gì? Đâu là gì? Đông Phương Thế Giới, phải không? Tịnh Lưu Ly Thế Giới. Vậy thì giờ tịnh độ của Phật Thích Ca là ở đâu? Ở đâu? Ta bà. Tại sao biết không? Đâu có đường nào khác, đâu nói khác hơn được. Ở Ta Bà rồi, giờ phải nhận cõi Ta Bà làm tịnh độ của mình chứ. Nếu mà Đức Phật Thích Ca nói không, cõi này không phải của tôi, cõi chỗ khác, ông ở đây, ông nói đi đâu? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như giờ mình gặp một cái bà xã, ông xã mà tối ngày làm khổ mình hoài, lải nhải hoài, trời, tịnh độ của tôi là đây. Bây giờ ông nói vậy ông đâu có vui nổi. Cho nên tất cả cái gì, chính cái chỗ đó là tịnh độ. Tại sao? Vì người có trí quán vậy đó, chẳng có sợ. Cho nên cái câu mà lấy bệnh khổ làm thuốc thần đó, có ai nhớ câu đó không? Ai nhớ câu đó nằm đâu? Mười điều tâm niệm. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Nhớ không? Thi ân đừng mong cầu báo, vì thi ân cầu báo là thi ân có mưu đồ. Thế nên Đức Như Lai lập ra lấy bệnh khổ làm thuốc thân, làm thuốc thần, lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả bỏ làm vinh hoa. Tại vì người ta vinh hoa là ta giàu có, còn mình giàu có là gì? Khi tâm mình buông xả được. Tâm mà mình buông xả được là người giàu có đệ nhất. Tại vì sao? Tại vì chính mình biết mình giàu có, cho nên không có gì mình giữ. Không giữ bất cứ một cái của. Nói như vậy không có nghĩa là mình đem dục rác hết, không phải vậy. Nhưng mà lỡ nó có mất, nó thất thoát là mình biết. Ông bà người Việt Nam mình còn có một câu là một đời ta ba đời nó mà. Hôm rồi mấy thầy mới cần đi chợ, Pháp Hòa mới chở đi. Mấy thầy vô mua này mua kia mà đi hai ba chợ luôn. Kêu Pháp Hòa qua nó không, Pháp Hòa không cần gì mua. Mấy thầy đi ra cửa nói ai mà đi chợ với ông thầy này, mấy tiệm nó dẹp hết. Đâu phải là mình không cần, không mua, mà tại vì mình không có nhu cầu mua gì nữa thì mua làm gì. Cái gì mình cần mình mới mua. Như vậy đó. Chứ không phải nhu cầu mình cần mua là kêu tham nha, không phải. Đó, như nãy thí dụ Pháp Hòa không cần gì hết mà thấy người ta mua ham vui, mua theo đó, cái đó tham đó. Cái đó là ham nè, đẹp, ham rẻ gì mua mà không cần không mua. Còn các vị nào ta cần, ta nhu cầu ta mua. Mình cầu nhu cầu mà mua thì không gọi là tham. Cho nên mới 10 điều tâm niệm hay lắm. Quý vị không cần nhớ mấy câu trên, nhớ 10 câu gọn ở dưới cũng được. Lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Đạo hạnh của mình có hay không là ngay chỗ oan ức. Mình đã thưa, mình đã nói rồi mà vẫn cứ khư khư dán cho mình một cái tội đó thì mình đâu cần như nó nữa. Đủ rồi, tôi làm việc của tôi. Nghĩa là những gì tôi cần nói tôi đã nói rồi. Còn anh đã biết anh sai, nhưng mà tại anh cố tình anh bào chữa cho cái sai anh, thì cái đó không lẽ giờ tôi cứ ăn cơm rồi no rồi tôi cứ đi cãi với anh thôi. Rồi. Cho quý vị nên tìm cái câu đó học. Nó thường thường mấy cái 10 điều tâm niệm hay in phía sau cuốn sách lắm. Thường thường mấy cuốn kinh cuốn sách hay in phía sau 10 điều tâm niệm. Nhưng mà thường thường ta hay ghi một là 10 công đức in kinh ấn tống, hoặc là 10 điều tâm niệm. Hồi đó Pháp Hòa hay in cái bản đó để dưới lầu ép plastic đàng hoàng. Quý vị nào thích thì đem tấm về nhà để học. Hay lắm, 10 điều tâm niệm. Thì ở trong này cũng vậy. Tại sao mình có được cái 4 vô sở úy? Là vì mình thấy được. Mình thấy được các cái chướng duyên của nó và các cái pháp nào. Bây giờ ví dụ nha, ngồi trong này á, anh bây giờ Pháp Hòa nói anh Minh ơi, Pháp Hòa muốn thay cái bóng đèn, đối với ảnh chuyện dễ ợt, chuyện của ảnh mà
anh nhìn cái anh đã biết bệnh gì liền. Giống như mình mà bị mình bị mà trật lân gân trật xương gì, đưa ông thầy ông rờ rồi là ông biết mình bị gì. Thì nhà nghề nào có nghề đó. Pháp Hòa mà chỉ cần đi ngang nghe cái chú đó thỉnh mỏ là ông biết thỉnh trật nghiệp, tại nghề của mình mà. Nghề của mình mà. Mà con mắt Pháp Hòa mà ai mà bây giờ cả ngàn giới tử nha, người nào mà lật đật mà đắp y mà không mặc áo tràng mà nhìn cũng biết. Đi ngang mà nói đi vô mặc áo tràng đi, tự nhiên mặc áo nhìn là ố trời ơi, mặc bộ đồ ngắn quấn cái y lên. Có nhiều vị là tới giờ đắp y rồi đắp ngược, rồi cuối cùng biết làm sao cho nó rơi rớt một lông, chéo tấm y lên đại cho nó phủ người được rồi. Mình đi ngang mình nhìn mình biết liền, tại nghề của mình. Cho cái người mà biết được cái đó rồi không có gì khó hết. Cho nên người có trí, người ta thấy người ta không có. Thí dụ như giờ mình thấy vô thường nè, mình thấy nhân quả nè, mấy cái đó là cái giúp cho mình giải si mê hết. Cho nên trong tham sân si có cái thứ ba đó. Người muốn hết sân si là người muốn hết si mê làm cái gì? Quán nhân duyên trí tuệ, quán nhân quả, quán nhân duyên là hết mê lầm. Bây giờ duyên không đủ, có miễn cưỡng cũng đâu có được. Nhân nó chưa đủ thì có muốn có quả cũng đâu được. 10 lực 4 vô sở úy, 3 niệm đại bi, thân miệng ý của mình. Thưa đại chúng, nhiều khi mình từ bi được cái miệng mà không từ bi được cái ý. Trong cái ý mình nó khác, cái miệng mình nó khác. Cho nên phải làm sao từ bi ở thân, ở khẩu, ở ý. Nhiều khi cái miệng mình không có ác, mà cái hành động mình nó nhìn nó dữ quá đi. Cho nên thiếu từ bi ở cái behave, cái action. Cho nên ở trong cái cảnh giới nhân quả đó, cái người nào mà dễ giận rồi hay la hét đó, rất là dễ giận, mà mỗi lần giận lên là la hét đó, là nó chiêu mà. Thì cái quả của cái người mà hay sống bằng cái tâm niệm đó, cái cách sống đó là gì? Atula. Còn nếu tệ nữa đó là gì? Là cái cảnh giới của quỷ dữ. Đó là tệ. Có nhiều người người ta hét, người ta nói bậy vậy đó, nhưng mà cái tâm người ta không làm, nói thôi, nói cái miệng thôi. Thì các vị này dễ sanh vô Atula. Còn nếu mà người nào mà hành động luôn với cái lời nói mình thì thấp hơn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Atula thì cái phước họ lớn hơn người mà họ thấp hơn trời. Đang vui vẻ vậy đó, một cái gì nhỏ thôi mình có thể nổi giận được. Đó, tự nhiên mình biến cái giây phút vui vẻ của mình giờ trở thành ra cái không vui vẻ. Thường gần Đức Phật và đệ tử Phật. Bây giờ mình không gần Phật được, gần đệ tử Phật. Nhưng mà quý vị biết không, phải là đệ tử Phật nha. Mà giờ đệ tử Phật cũng có nhiều dạng lắm. Ở trong kinh nói có 3 dạng đệ tử Phật, gọi là tam phẩm đệ tử. Quý vị nghe bài này chưa? Chưa phải không? Về kiếm bài đó nghe. Pháp Hòa giảng rồi. 3 phẩm đệ tử, gọi là tam phẩm đệ tử. Thời đại không có Phật Pháp, ưa theo bên ngoại đạo, xuất gia tu học, tuy ở trong tà đạo, đâu thích cầu chánh tín. Có nhiều khi, có nhiều vị, người ta ở trong cái hoàn cảnh là người ta không gặp được chánh pháp. Ta lỡ, ta rớt vô. Nhưng mà cuối cùng người ta tìm, trong đầu người ta luôn luôn tìm cầu. Thì cái chuyện này cũng 20 năm rồi, giờ Pháp Hòa mới kể. Thì có một cái cô đó, cổ mới tâm sự, thì cổ nương mình, cổ tu học 20 năm trước. Thì có một hôm cô về Việt Nam á, khi mà cô thất bại chuyện gia đình, cô buồn quá, cô về Việt Nam. Thì bạn dụ, bạn nói bà đó,
Bởi vì gia đình bà đổ vỡ tại bà xấu quá, bà không có chịu chưng diện, bà theo tôi. Bắt đầu dắt bà này vô xăm chân mày, xăm môi, làm tùm lum tà la lên hết. Trời ơi, nhìn nó còn xấu dữ. Cô đã buồn, mình nghe lời bạn trong cái phút chốc vậy là cái mặt mình nó hư, cô đã rầu rồi phải không? Trời ơi, về tới nhà bị bà già chửi te tua. Mày đi về đây, mày không thăm tao, mày học của ai luôn. Trời ơi, chửi ngày, chửi đêm, gặp đâu, chửi đó. Cô chán quá, nửa đêm cô lang thang trên một cái đường, tự nhiên thấy có cái chùa. Thôi, hay gì mình đi tu đi ha. Tự nhiên chui vô chùa đó. Có một đêm ông thầy cũng cạo đầu cho đi tu luôn. Đâu có biết cái đó là cái gì. Cuối cùng sáng ra mới biết cái đó chỉ là cái miễu thôi. Ông thầy quá trời vợ. Bây giờ ngoài kêu sư phụ còn dọc sư mẫu nữa. Quý vị thấy không? Quá vô đơn chí. Nhưng mà cái tâm của cổ đâu phải cầu cái đó. Cái tâm của cổ là hướng về chánh pháp. Cổ là một Phật tử, nhưng mà Phật tử Phật chứ còn nhiều, giống như tam phẩm đệ tử mà. Hạ phẩm, thượng phẩm, trung phẩm. Mà Phật tử của mình, mà Phật tử của mình đó nghe, mà bình thường đi chùa lại Phật tụng kinh ngon lành vậy đó, mà hễ thử thời mà có tai nạn cái ta kêu cầu ông gì cũng cầu hết á. Đeo ông gì cũng đeo hết á. Phật tử vậy chứ nhà nào ông có tỳ hưu. Ví dụ vậy, tức là sao? Vì mình muốn cầu tiền, cầu tài, cầu tật bệnh, tiêu trừ gì, ai nói cái gì mình làm đấy. Thông cảm lắm, không có gì là phá hoài, nhẹ nhàng lắm, có là thông cảm. Thì ở đây cũng là Phật tử nhưng mà hạ phẩm, tức là đi chùa vậy thôi, nghe pháp vậy thôi. Rồi khi nào mà buồn thì đi chùa là nhiều một chút, tụng kinh khá một chút vậy đó. Nhưng mà khi gặp những cái cảnh như vậy rồi, nhưng mà cuối cùng á, cái tâm trí của Phật tử nó vẫn còn đó. Khi mà cổ biết được cổ đi xuất gia nhầm chỗ rồi, thì cổ mới xin cái vị đó cho cổ rời chỗ đó. Cổ mới ra lại ngoài này, cổ đi tìm các thầy, cổ nương tựa, cổ tu học. Thở đây cũng như trường hợp này nè. Thời đại không có Phật pháp, tu theo ngoại đạo, xuất gia theo ngoại đạo, nhưng mà cái tâm chánh tín vẫn có. Cho nên Pháp Hòa hay nguyện đó, nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật pháp, chánh tín phát tâm lành. Mình rơi vào đâu không biết, vì cái nghiệp của mình hay là cái nguyện của mình sao. Nhưng mà nguyện của mình chưa thâm, chưa sâu dày, thì nhiều khi mình lọt ở chỗ đó, nhưng bị hoàn cảnh mình dễ có thể quên đi cái nguyện của mình. Như cái vị mà Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe là ngài Khuy Cơ đó. Nguyện trở lại đời này để độ sanh, nhưng mà phước quá đi, cho nên rơi vào một cái gia đình tể tướng giàu có lắm. Nhưng mà hãy sống giàu có từ nhỏ tới lớn thì cái gì sanh? Tật bệnh nó sanh. Tật gì? Ham ăn, ham ngủ, ham tiền, ham sắc, đồ đủ thứ hết, cho quên tu mất tiêu. Ở trong kinh kể là có một cái bà đó giàu lắm mà bà không có chịu bố thí, mà bả tiếc của dữ lắm. Mà ngày một kiền liên á, tới lấy cái ngón chân hất cái nhà bả lật ngược lên, quay vòng 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 vậy là bả sợ cái nhà bả sập. Bả nói tôn giả ngừng tay, tôi xin quy y, tôi xin tu. Tôn giả ngừng tay, cái nhà bả lật ngược trở lại. Cái bả đối ý, bả nói dạ từ từ. Vậy đó mà ngày một ngày La Hầu La độ được bà. Thở đây á, cái câu này nè: thời đại không có Phật pháp, ưa theo bên ngoại đạo, xuất gia tu học, tuy ở trong tà đạo nhưng thích cầu chánh tín, thường tu từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm và đạo lý ngũ thông. Đạo lý ngũ thông là ngũ gì biết không? Ngũ ly bì, ngũ ngũ không ai cản trở kêu là ngũ thông. Mai mốt về nhớ nha. À, ngủ một lèo mà không điện thoại reo, không ai kêu vậy là kêu ngủ thông. Thưa đại chúng, mình thường là có lục thông. Ai nhớ lục thông không? Thiên nhĩ thông,
Thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Thì cái vị này nè, chỉ thiếu có cái thông cuối thôi, đó là lậu tận thông. Còn năm cái thông kia có đủ: thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng. Tại sao mình chỉ có ngũ thông mà không có lục thông? Tại vì nếu mình đủ lục thông là mình thành Phật. Và cái thông mà mình khó nhất là gì phải không? Dứt hết tất cả phiền não. Khó quá. Mình có thể thiên nhãn á, thôi kệ nó đi, cuối cùng giờ tôi nhìn nó bình thường, tôi không thấy quýt gì nó nữa hết. Chứ hồi xưa là dễ dầu, tôi gặp nó tôi thấy đó. Thì cái thần thông này bị mất. Thiên nhãn thông cũng có. Và người có thiên nhãn là nhìn thấy biết mọi hoàn cảnh. Có một hôm á, có một Phật tử nói: trời ơi thầy, sao mà cái người như vậy mà thầy vẫn có thể nhẹ nhàng nói chứ giờ sao? Pháp Hòa nói cái cách Pháp Hòa hay quán là vậy nè. Thôi, thí dụ bây giờ mình cái việc này nó mình có thể tiêu hóa được, tiêu dung được, sao mình không tiêu dung? Rồi mai mốt lỡ mình chết hay vị đó chết, có phải mình hối hận không? Mình chết thì mình mang cái cục tức, còn người đó chết thì mình hối hận là mình sao? Trời ơi, phải tôi già chị chết sớm vậy, tôi nói chuyện với chị, tôi tốt với chị vậy đó. Nên Pháp Hòa hãy quán vô thường rồi thôi. Ai mà hàng sáu hàng bảy lên rồi, thôi kệ đi, nói gì nói. Nhiều khi mình suy nghĩ cách khác nữa nè, thôi kệ đó, người đó có sấm mà ít nhất cũng có mưa. Quý vị nhớ bốn hạng người Phật nói không? Có nhiều khi á có sấm mà không có mưa, có nhiều khi có mưa không có sấm, có nhiều khi có sấm có mưa, có nhiều khi không sấm không mưa. Thôi, cái anh này ảnh nói mà ảnh làm, nghĩa là ảnh sấm nhưng mà ảnh mưa. Còn đỡ hơn những người không sấm, không mưa. Hoặc là có những người sấm rất là nhiều mà không có biến mưa đâu hết. Quán vậy đó. Cho quán vậy cho nên mình du di được hết. Vì mình thấy mỗi người mình lấy một chút. Mỗi người mình lấy một chút. Cho trong cái bài kinh mà năm phương pháp diệt trừ phiền giận đó, có nhiều người lời nói không dễ thương mà hành động dễ thương. Thôi thương hành động. Xảy qua người này, người này hành động không dễ thương mà lời nói dễ thương, thương lời nói. Người kia hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm còn chút dễ thương. Người kia hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút nào để thương hết. Thôi ráng thương nó đi, mình không thương, ai thương nó. Ngũ thông. Hồi xưa mình không có thể tới gần nó được. Bây giờ mình có thể tới gần nó. Cái thông đó là gì biết không? Thần túc thông. Thần túc là qua lại, không còn ngăn ngại. Có nhiều khi giận nhau nha, tặng đồ ăn không lấy à. Biết ngon mà không lấy. Giận quá. Nhưng mà hết giận rồi đó, đưa gì cũng lấy hết trơn á. Có nhiều khi á, miễn cưỡng lấy lắm, kệ cứ lấy đi. Hồi đó Pháp Hòa nhớ ba cô Ngà tới nhà ông chơi, ông nói người Việt Nam mình á, hay nói á, nó mời lơi tôi cũng ăn. Tôi thì tôi nghĩ khác, nó mời lơi tôi vẫn ăn, ăn bỏ ghét. Thường tâm bi hỷ xả và đạo lý ngũ thông. Cái lý ngũ thông là đại chúng nhớ là, thí dụ như mình nghĩ là thần túc thông là ba phải không? Nhưng mà cái lý ở đây là nói về cái gì? Qua lại với nhau không có ngăn ngại. Pháp Hòa hay ví dụ, thí dụ như vậy mình nói không, tôi không thích tới gần người đó. Bây giờ mình quán vậy nè, mình với người đó gặp bao nhiêu, bao nhiêu một ngày, ví dụ vô hãng làm đi, gặp bao nhiêu ngày, một giờ. Rồi hơn nữa, rồi cuối cùng là mạnh ai nấy về nhà. Rồi mình vô đây là bây giờ cái người mình không tới người đó thì việc mình nó sẽ bị khựng lại, nó không xong. Thôi tới người đó để làm việc cho nó xong công việc thì giải quyết được hết. Thì ở đây cái lý là làm sao đi tới với người đó được.
Nó nói tôi không thích nghe. Có một Phật tử cũng biết quán chiếu tư duy. Phật tử kia mới khen, nói trời ơi, cô thầy có được cô, thầy có phước ghê. Cái Phật tử đó quán chiếu cũng tư duy thăm xong kia. Đấy, cô không biết phước là hay là quà của thầy. Cái vị đó kể là còn nghe con khen cô đó. Cô đó có được thầy, thầy có được cô đó giúp, thiệt là phước của thầy. Cô mới nói cô cũng không biết cô là phước của thầy hay quà của thầy. Phá Hòa nói không sao, cô đó cổ nói như vậy là cổ có quán chiếu rồi. Thỉnh thoảng cổ có thấy được cái sai của cổ, cổ mới nói vậy chứ. Chứ nếu cổ khư khư cổ nghĩ câu là số 1, cổ nói trời ơi còn phải nói, ông với tôi 10 kiếp mới được gặp được tôi. Còn mình nói được câu kia là mình có tư duy, thỉnh thoảng mình thấy được cái lỗi mình đó. Mình mới nói được một câu nói là không biết là phước hay quả. Thành thử ra mình phải tập. Cuộc sống của chúng ta là mình muốn an lạc, cũng có giải thoát, phải vận dụng cái trí tuệ quán chiếu từng câu nói. Không phải quán chiếu để giận nha, quán chiếu để mình ôm ấp, mình thấy được cái hay của họ. Lẽ ra họ tự cao tự đắc, phải không? Mà giờ nói được câu đó là họ có tu rồi đó. Họ có tư duy, đôi lúc họ cũng thấy họ chứng á. Đôi khi họ thấy họ dở đó, họ làm phiền đó, nhưng mà thầy không nói gì hết. Giống như có một chú, không biết quý vị có nhớ Trung Hiếu, Trung Nghĩa không? Quý vị nhớ Trung Nghĩa không? Đi rồi bắt đầu mới con ngựa gọi về. Khi mà tụi con sống với thầy, tụi con không có thấy gì đặc biệt. Bây giờ con ra ngoài rồi con mới thấy, lúc con sống với thầy là tụi con không, thầy cho tụi con tất cả. Bây giờ hồi đó tụi con cần đối với chạy lên phòng thầy có, cần cái quần nhỏ cũng có, bất cứ cái gì cần là thầy đều cho. Bây giờ muốn cái gì phải đi kiếm tiền mua lại. Có tư duy rồi đó. Nhưng mà quý vị thấy nếu cái đứa mình không có suy nghĩ, có nhiều lúc đó, nó lì vậy đó nha. Mà nó thấy mình nằm không có cái gối, nó lạnh nó lấy cái gối nó đưa. Nó thấy mình nằm có co, nó sợ mình lạnh nó lấy cái mền nó đắp. Trong cái tư thế mình nằm, mình thiêu thiêu, mình ngủ, mình cảm nhận được, mình nhìn có đứa nào, thì mình biết rằng trong tâm cái đứa đó nó còn một chút dễ thương. Mặc dù bình thường nó trời ơi vậy đó, nhưng mà có đôi lúc nó hết trời ơi rồi thì nó hết trời nó còn ơi. Mình kêu là nó ơi. Ngủ thông, đạo lý ngủ thông, được ngủ thông rồi quán tưởng bất tịnh và vô thường, có thể nói pháp hữu vi rất nhiều tội lỗi. Quán bất tịnh vô thường, quán bất tịnh vô thường, có thể nói pháp hữu vi. Quý vị nhớ pháp hữu vi là pháp gì không? Bây giờ nè, pháp hữu vi đối lại với pháp gì? Vô vi. Vô vi là gì? Pháp gì mà có sự kết hợp của mình là hữu vi hết. Pháp và ví dụ, cái bàn này là một pháp hữu vi. Tại sao? Tại vì mình có tác động vô đây nè, mình có đóng, nhưng mình lấy cái cây mình đóng vô đây. Nhưng mà hễ cái gì mà có mình dính vào để mình tạo nó thành thì nó là tạm bợ. Chữ vi là mình làm, mình có cái việc mình làm trong đó. Hư không là hữu vi hay vô vi? Đây làm gì đó. Không khí. Còn tất cả mọi cái gì mà chúng ta có cái tác động của mình vô đó, cái ý kiến của mình vô đó là hữu vi hết. Con người mình là hữu vi, cái nhà là hữu vi. Vậy thì bây giờ á, cái gì mà nó có tướng, nói tạm tạm vậy nha, cái gì mà nó có hình có tướng là pháp hữu vi hết. Tại vì cái hình tướng là do mình tạo ra. Bây giờ quý vị, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Cái tòa nhà ở World Trade của New York kiên cố như vậy, hay thậm chí là nữ thần tự do ta xây kiên cố như vậy, nhưng mà thưa đại chúng, nó là pháp hữu vi hay vô vi? Hữu vi thôi. Mình nói kiên cố là với cái sức của mình không lung lay được nó, với những cái vật khác không lung lay. Nhưng mà thí dụ bây giờ một cơn gọi là
sóng thần hay là những cái thiên tai gì như là động đất đi, nó nứt đất ra đi, sập hết. Cho nên cỡ nào cỡ, như hễ có hình có tướng đều là hữu vi hết. Mà cái gì mà nó tạm bợ như vậy đó thì với cái nhìn của đạo Phật là bất tịnh. Đại chúng nhớ bất tịnh có hai loại nha. Một nghĩa là dơ, ví dụ như thân mình là bất tịnh, dơ mà mình không tắm một ngày thôi là bắt đầu hơi hơi bất tịnh, hai ngày thôi là hơi 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 bất tịnh, chừng tuần lễ không tắm là khủng bố bất tịnh. Thì cái thân này dơ, cái gì mà dơ cũng là bất tịnh. Nhưng có một cái nghĩa sâu nữa là cái gì mà không thường còn phải tan biến cũng là bất tịnh. Cái bất tịnh có hai cách nhìn đó. Ví dụ Pháp Hòa nói hư không tịnh hay bất tịnh? Bất tịnh. Mình hít thở mình nói, nhưng mà so ra cái không khí trong một căn nhà và không khí ngoài sân, không khí ngoài sân nó khá hơn, nhưng mà thủy chung không khí ngoài nó vẫn bất tịnh, vì nó vẫn có những chất ô nhiễm khác. Cho nên mình học Phật á, mấy cái chữ đó mình phải nắm cho rõ. Khi nói bất tịnh, thí dụ như người ta nói cái hoa giả là bất tịnh, ông nói gì vậy, cái hoa giả nó có mùi lai gì đâu bất tịnh. Vậy thì bất tịnh ở chỗ này muốn nói là gì? Là vô thường, là tạm bợ. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ quý vị nấu một cái chén cháo thiệt thơm thiệt ngon, rồi mình để quên ở ngoài bàn trong một cái ngày nóng, chiều lại thì chén cháo đó thơm hay là không thơm? Bắt đầu có mùi phải không? Bất tịnh. Như vậy mà chúng sanh mình á, là đợi khi nào nó bốc mùi á thì mới kêu là bất tịnh. Chứ còn cái nhìn của Bồ Tát, của người có thiên nhãn, của nhìn có huệ nhãn, tuệ nhãn, thì chén cháo thơm này nó vẫn ẩn cái bất tịnh trong đó. Bây giờ cháo thơm phải không? Đưa vô miệng nhai xong nhả ra là bất tịnh liền. Còn cái chuyện mà mình ăn vô trong bụng rồi mình nôn ra nữa là càng bất tịnh dữ nữa. Mà nếu mà nó tiêu hóa tốt nữa là ra chiều mai chiều nó còn bất tịnh dữ nữa. Thành thử ra mình phải thấy. Chờ trong này nói á, người có trí tuệ, cái đây là cái công đức của người có trí tuệ, là quán tưởng bất tịnh và vô thường, có thể nói pháp hữu vi rất nhiều tội lỗi. Một cái pháp nào mình tạo lên á, nhiều khi mình không thấy chứ trong đó có lỗi, thậm chí còn có tội nữa. Pháp Hòa ví dụ, mình nói tôi muốn làm một cái tượng Phật bằng nguyên một cái khối cây. Nghe cái đầu chữ đầu làm tượng Phật là quá thanh tịnh, quá tốt rồi phải không? Nhưng mà trong đó có tội không? Có chứ. Cây người ta đang một cây cổ thụ mình chặt xuống mình làm tượng mà. Mặc dù là mình làm tượng Phật, nhưng ở đây mình nói với cái trí mà nhìn đó, có thể nói được tất cả pháp hữu vi rất nhiều lỗi. Trên đường mình lái xe ra Tây Thiên làm công quả, có lỗi không? Lỗi thôi chứ tội không có. Tại đâu có cố ý giết con nào đâu. Nhưng mà cái con thiêu thân đó, nó lao vào cái đèn. Thứ nhất, đó là nghiệp của nó. Quý vị nhớ trong cái văn thủy sám không? Như con thiêu thân lao vào lửa dữ, thấy chỗ nào ánh sáng là lao vào, mà không ngờ nó lao vào cái đống lửa. Thì trong kinh nói chúng sanh mình cũng không có khác đâu, thấy cái lợi đó là lao vào, nhưng mình đâu có biết. Mình đâu có biết là mình là kiếp sống của một con thiêu thân. Có cái anh chàng đó đó, khi mà anh tỉnh ngộ rồi anh đem bạc ngàn tới anh cho một cái người nghèo không dám lấy. Thì cái người nghèo anh mới nói câu này nè: anh lấy đi, cái tiền mà tôi tặng anh một ngày đi học ở đây á, một năm mà anh đi học đóng tiền này nè, đóng tiền này một năm đây nè,
chỉ bằng một đêm mà tôi đã từng lao mình đổ tiền vô lao vào những cái cơn, những cái bữa nhậu nhẹt chè chén. Một đêm của tôi xài bao nhiêu tiền? Một năm này của anh à? Một năm tiền học của anh á, bằng cái số tiền này chỉ bằng một đêm tôi lao vào trong những cái bữa chè chén. Cho cái người trí mình nói được cái pháp, rất nhiều tội lỗi của các cái pháp hữu vi. Nhưng mà mình so ra trong cuộc đời này không có cái gì tuyệt đối hết á, tương đối thôi. Tương đối thôi. Ví dụ như giờ Pháp Hòa nói, ví dụ giờ mình ngồi mình kiểm là ông chồng mình có tuyệt đối tốt không? Nếu mà ông tuyệt đối, mà mình tìm cái ông chồng tuyệt đối mà tốt không, ông này mình ly dị 8 đời rồi, thôi ổng cũng tương đối, ổng xấu điểm này cũng có cái điểm kia. Nói chung là mình phải chấp nhận mọi cái khía cạnh, rồi mình thấy cái nào mình chấp nhận được, mình quán chuyển được, cho nên mới có sống đời ở kiếp với nhau chứ. Nếu mà mình đi tìm một con người mà hoàn hảo tuyệt đối là không bao giờ mình có được một người nào. Thậm chí mình nhớ là Pháp Hòa hay nói cái chuyện đi tìm minh sư nha. Đi tìm minh sư nó phải thầy nào thiệt tuyệt vời đó, không phải đâu. Thôi thì minh sư từng khía cạnh, thí dụ như thầy này có được cái đạo hạnh này là tôi thấy là minh sư ở mức độ đó, tôi nương cái gì đó. Rồi tôi nương vị này, cho nên cuộc đời mình nếu mà mình chịu khó đó, mình cũng tìm ra được nhiều minh sư lắm chứ không phải không đâu. Tại vì mỗi một vị thầy có một cái khả năng, thì chính cái khả năng vượt bậc đó chính là minh sư của mình. Chứ còn mình đi tìm một ông thầy mà hoàn hảo từ A tới Z không có đâu, không bao giờ có chuyện đó. Ông thầy nào mà ông chuyên về toán thì ông phải chuyên về cái đó thôi chứ. Ông biết anh văn nhưng mà ông không có phải chuyên. Ông biết sử địa nhưng mà không có chuyên. Hỏi ông sử địa ông phải dở sổ là ông coi lại. Còn mình đi gặp ngay ông thầy sử địa mà ông giỏi cái môn đó rồi, nói đâu là ông nói đó. Vì được lời nói chân chánh nên dạy các chúng sanh khiến học thinh luận, khiến chúng sanh xa lìa tật bệnh về thân tâm. Tức là mình được cái lời dạy chân chánh rồi, cho nên khiến cho chúng sanh, mình hướng dẫn cho chúng sanh. Thinh luận là gì? Học thinh luận nghĩa là học do nghe đó. Quý vị hàng tuần quý vị chùa quý vị nghe đó, chứng quả thanh văn. Thanh là âm thanh, văn là nghe. Nhờ nghe âm thanh mà hiểu mở bài ra. Hồi nãy Pháp Hòa nhận được một cái mail của hai mẹ con đạo Chúa. Mặc dù gia đình con là đạo Chúa, nhưng mà mấy năm nay nhờ nghe Pháp và những lời Pháp rất là thiết thực, và con của con cải hóa rất là nhiều. Con muốn viết cái thơ này để cảm ơn Thầy, cảm ơn giáo Pháp. Bữa nay con của con nó biết nhìn kỹ, nó biết tư duy, nó biết cải đổi những cái tâm tánh, biết nhìn sâu sự việc hơn, biết thông cảm người khác hơn. Không nghe lấy gì hiểu. Mình chưa chứng A-la-hớn, dứt phiền não, nhưng mà ít nhất chứng được cái quả do nghe Pháp mà hiểu đạo tu. Ở ngoài Bắc á, mỗi lần mà ăn cơm ở buổi sáng ta đọc cái bài này: niệm đệ tử chúng đẳng, bất canh nhi thực, bất chức như y, quyết dục hình su, toàn mong tính thí. Chúng con nghĩ rằng đệ tử chúng con bất canh nhi thực, không canh tác mà lại có ăn. Bất canh nhi thực, bất chức như y, không thiêu không dệt mà lại có vải mặc. Huyết là máu, nhục là cái thân xác thịt này, huyết nhục hình xu, hình hài thể chất này, máu huyết này, thịt xương thịt này đều là của đàn na tinh thi. Thấy không? Chỉ có bốn câu nói thôi. Mà nếu như mà mình nghe câu đó xong, mở tâm ra, mở lòng ra và biết thương những gì mà người khác làm cho mình, không có họ mình chết giấc á. Cho nên ai tới phụ với mình được là đó là công đức của mình. Mình không dễ thương ai tới.
Trời ơi sao cô làm này nhiều người tới phụ? Dạ nếu mà nói hơi chảnh chút mà, dạ công đức của tôi. Nghĩa là do kết quả tôi dễ thương chứ gì đâu. Tôi phải dễ thương, tôi phải như thế nào tôi mới tới được chứ. Niệm đệ tử chúng đẳng bất canh nhi thực, bất chức như y, huyết dục hình su toàn mong tính thí. Trời sáng nào mà thiệt sự thưa đại chúng, từ hồi Pháp Hòa là Sa Di và thuộc cái câu đó rồi nha, không có bữa ăn nào mà trong đầu không khởi cái câu đó. Bữa ăn nào tự nhiên mình đọc xong rồi thì những cái câu đó nó cũng đi ra trong đầu mình, nó thành một cái thói quen rồi. Nhìn quán thấy quá trời ơn ở trong đó. Vì lời nói chơn chánh nên dạy các chúng sanh khiến học thinh luận, khiến chúng sanh xa lìa tật bệnh của thân tâm. Con người mình không bệnh tâm là bệnh thân à. Cho nên mấy bà mẹ phone Pháp Hòa, trời ơi sao con của con nó dày kia đó. Pháp Hòa nói cô à, bây giờ Pháp Hòa ví dụ hen, bây giờ con mình nó không dày nè, bây giờ nó tật nguyền nó nằm chỗ cô nuôi không, thì nó không bệnh này nó cũng bệnh kia. Thôi thì mình nghĩ mình á, mình gặp nhau đều là có cái phước nghiệp với nhau hết. Mai Pháp Hòa nói con nó tới với mình có bốn loại. Mai mới nói, còn chừng nào có ngày mai ai không biết. Nhưng mà ở đây mình muốn nói, thí dụ đi, mình đến với nhau nè quý vị thấy không, đời này mình gặp nhau, mình đến với nhau trong mấy chục năm, không bà con quen thuộc gì hết, mà thương nhau, mà quý nhau, mà cùng làm việc Phật sự với nhau, nhịp nhàng với nhau trong 30 năm. Đâu phải là chuyện bình thường. Nhân duyên lành lớn lắm. Cho nên mình phải tâm niệm câu nghe, nguyện sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ. Cái câu đó là Tổ Quy Sơn dạy mình trong Quy Sơn Cảnh Sách đó. Ngài nguyện với mình á, ngài nguyện là sanh sanh thế thế là đời đời nào mình sanh ra, đời nào kiếp nào mình sanh ra, bất cứ đời nào kiếp nào mình sanh ra đều làm bà con quyến thuộc với nhau, đồng vi pháp lữ là những người bạn pháp với nhau. Còn nếu mà người kia mình ta thương nhau quá, ta nguyện làm gì? Bạn đời. Bây giờ hết rồi, kết làm bạn pháp. Bạn pháp vậy đó, sống lâu hơn, ít gây hơn. Mà nhiều nếu có gây, gây chai, không có gây mặn. Còn mình làm người đời với nhau, kết làm vợ chồng gây mặn không? Phật tử với nhau, dân nhau lắm là gì? Du với mi thôi, phải không? Chứ đâu kêu con quỷ. Thằng quỷ phải câu nghe nó ghê quá. Còn nếu mà mắng chơi với nhau thôi, mắng yêu đó, khác à. Mấy đứa đệ tử trẻ trẻ mà hè mà nó qua đây đó, nó hay vô nó kêu sư phụ đó, Pháp Hòa nó yêu tinh phương nào. Thôi thì hôm nay mình học tới đây thôi ha, bữa sau mình học tiếp. Bây giờ ở đây có một câu hỏi đây. Thưa thầy, người Phật tử giữ ngũ giới mà còn đi casino như vậy có tội gì và phạm vào giới nào? Giới tham, xin thầy giải rõ. Trước hết là xin thưa đại chúng là người Phật tử tại gia đó, căn bản quý vị giữ 5 giới. Rồi bây giờ nói chữ giới là gì? Bây giờ mình nghe giữ giới, phạm giới, mà đôi khi bản thân mình chưa biết giới là gì. Bản thân mình cũng chưa bao giờ giữ giới, mà hễ ai đụng cho nó, người đó phạm giới. Thấy không? Mình hay chỉ trích người khác phạm giới lắm mà không biết mình phạm nhiêu. À, thì bây giờ chữ giới á, đơn giản thôi. Quý vị chỉ nhớ giới vậy nè. Giới là đạo đức. Giới là đạo đức. Người có đạo đức nghĩa là người ta không vi phạm những gì sai. Dễ thôi. Ví dụ giờ người đó không ăn cắp, sống đời rất là thanh bạch, mặc dù người đó chưa đi chùa, chưa biết giữ giới, chưa có thọ giới gì từ Phật giáo cả, nhưng mà người đó biết một điều rằng sống ở đời không phải của mình, tại sao mình lấy? Người đó đạo đức chưa?
đạo đức. Người đó chưa bao giờ biết gì về giới hết á, nhưng mà ta biết một điều là tôi sống không bao giờ nói gian, nói dối, đâm bì thóc, thọc bì gạo ai hết. Người đó giữ giới chưa? Và người đó có đạo đức không? Có đạo đức. Vậy thì giới nghĩa là đạo đức. Rồi bây giờ cái thứ hai là quý vị hiểu rằng tại sao phải giữ giới. Nhà Phật gọi là giới thể. Giới nó có mấy loại nghe: giới thể, giới tướng, giới tánh. Bây giờ mình nói cái giới tướng là cái action, cái mà người ta thấy. Thí dụ như đánh người đó, cái tướng người ta, cái tướng người đó là đánh người. Nhưng mà có thể là mình chưa có đánh, khởi lòng thôi. Tao mà tao có cây tao đập mày chết, trong đầu nghĩ vậy thôi. Có nhiều khi tức người đó quá, trời ơi tôi biết hồi đó nó hổn vậy, tôi bóp mũi nó chết cho rồi. Mình trong lòng mình khởi thôi. Cái đó gọi là giới tánh, chưa có hiện ra tướng, nó còn trong tâm. Có khi gọi là giới ý đó. Nhưng mà bây giờ cái thể là gì? Thể nghĩa là cái nature, cái mà tại tất cả những cái giới này để làm gì? Một mục đích thôi: ngăn cái ác. Tất cả giới, cái thể của giới chỉ để ngăn ác thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ nói về luật đi đường. Ôi cha, người ta đưa ra quá trời những cái cách để đi đường. Lúc nào chậm, lúc nào nhanh, lúc nào bao nhiêu speed, rồi lúc nào được sang lên, lúc nào không được sang lên. Tất cả những cái chuyện luật lệ trên đường lộ nhằm mục đích để làm gì? Tránh cái gì? Tránh tai nạn. Thì cái thể của tất cả mọi cái luật lệ trên giao thông để nhằm bảo vệ sự an toàn cho mình và cho người, đó gọi là luật giới thể. Vậy quý vị hiểu chữ giới thể không? Giới thể nghĩa là cái mục đích, cái tôn chỉ và tất cả những luật giới đưa ra nhằm ngăn ngừa những cái điều sai quấy của con người. Dễ thôi. Cái đó gọi là giới thể đó. Cho nên thường thường mình nguyện Phật, mình nói nguyện cho con giới thể châu viên. Nghĩa là làm sao con sống mà con đừng vi phạm những điều sai quấy. Và con thọ rất nhiều giới, và gom lại chỉ có một điều thôi, nhằm mục đích bảo hộ, đừng để cho chúng ta vi phạm. Cho nên trong giới luật của các thầy, các sư cô, nó có một cái gọi là ác tác, nghĩa là việc làm ác. Có một cái gọi là ác thuyết, nghĩa là những lời nói ác. Ví dụ như mình vừa nghe chuyện của người ta xong, lợi ngoắc chị kia lại: lại đây tôi nói cho nghe, sư cô á nha, sư cô giữ giới, sư cô không nói dốc, nãy nó nói xấu con, để sư cô nói cho con nghe. Thí dụ một vị sư cô nói như vậy là ác thuyết. Có cần thiết phải nói điều đó không? Trong thập thiện đó, nó có cái giới là không nói những lời vô ích. Người ta nghe cái chuyện đó lợi ích gì cho cả hai, rồi bản thân mình được lợi ích gì, cả ba đều không lợi ích, thì tại sao phải nói? Mà nếu mà hành động như thế thì chúng ta gọi là ác tác, nghĩa là hành động xấu. Thậm chí ví dụ mình ghét người ta, mình chỉ trỏ người ta, mình mắng, mình sỉ vả người ta, đều đi vào trong cái ác tác, ác thuyết. Vậy thì chơi bài có tội gì? Kiếm tiền của anh chơi thôi. Nhưng ở đây bài lúc chơi không có tội, nhưng mà nó là nhân gây các tội. Ví dụ anh thua quá rồi anh làm gì? Anh đi mượn. Mà khi anh mượn anh dám nói thiệt không? Anh dám nói tôi chơi bài thua quá không? Không. Trời ơi, má con bển đau, bây giờ cần tiền mổ gấp, chùa bị hoài chứ gì. Đây bữa hôm mấy tuần mấy trước có bữa sắp sửa lên đắp y làm lễ, có ông chạy vô: thầy ơi cứu con thầy, má con bệnh nặng ở Việt Nam mổ mà không có tiền, mà bây giờ cần gửi tiền gấp, thầy cho con mượn 2,000. Lúc đó làm gì có tiền mà đắp y lên làm lễ. Mình nghĩ trong bụng, ông này chắc cũng 70-80% nói dốc rồi,
Nhưng nếu mà mình không đưa thì cái tâm của mình nó không yên, rủi ông má ông bệnh thiệt làm sao. Thôi người ta mới cúng 500 đấy, thôi giờ đưa cho chú đỡ, ông đi luôn không có trở lại đâu. Thì Pháp Hòa mới thưa đại chúng á, cái đánh bài nó không có tội, tiền của mình mà, nhưng mà nó là gây cái nhân để gây các tội. Thứ nhất là tội nói dốc, tội lường gạt, rồi cuối cùng mà cần quá thì bắt đầu gì, ăn cắp ăn trộm, đúng không? Ăn cắp đồ của gia đình mình, ăn cắp tiền của gia đình mình, rồi cà thẻ. Mà cái người mà cờ bạc rồi á thì bắt đầu tấm tánh tình đời sống không còn dễ thương nữa. Uống rượu cũng không có tội, nhưng mà nó là cái nhân gây các tội. Tại vì khi mình uống rượu vô rồi thì tâm trí mình cuồng loạn. Cho nên cái giới thứ năm á, hồi nãy quý vị nghe cái giới thứ năm á, là ý thức được khổ đau của sự tiêu thụ không chánh niệm. Cho nên cái giới thứ năm mà nói đơn giản là uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy rồi đó. Thật ra mấy cái đó là bản thân mình thôi. Nếu mình làm cái đó thì mình tổn hại đến bản thân mình. Và khi bản thân mình tổn hại thì người thân mình cũng phải chịu trách nhiệm. Không lẽ người ta bỏ mình chết thì người ta phải cứu mình. Mà thưa đại chúng, chùa nhận không biết bao nhiêu thơ, không biết bao nhiêu cú phone, không biết bao nhiêu những người Phật tử lên chùa khóc lóc chỉ vì người thân họ lâm vào con đường cờ bạc. Tài sản mất mát, gia đình ly tán, mà chưa có một người nào mà vỗ ngực xưng danh tôi làm giàu nhờ cờ bạc hết. Mà người nào cũng tự hào là tôi mạt nhờ nó, gia đình tôi không còn gì hết cũng nhờ nó. Đúng không? Thành thử ra cái đó, đó chữ phạm giới đó không có nghĩa là Phật bắt tội gì mình, nghĩa là mình vi phạm cái điều gì mà nó không đúng thì nó hại cho mình vậy thôi, chứ Phật không có bắt tội ai hết đó. Quý vị nhớ là cái chữ tội trong Phật giáo đó, không có nghĩa là có một ông thần, ông Phật nào ngồi đó chờ mình phạm lỗi bắt mình cái. Ông đâu có rảnh, ông đâu có quẩn kiểu đó đâu. Mà tại sao ông rảnh đâu mà cứ đi bắt tội? Chữ tội đây là gì? Chữ tội là gì? Khi mình biết cái gì sai mà mình vẫn làm, gọi là phạm tội. Anh biết cái đó sai mà anh vẫn làm thì kêu phạm tội chứ có gì đâu. Anh sơ ý mà anh làm thì gọi là phạm lỗi, là không biết làm. Nhưng mà anh đã biết cái đó sai. Có ai người ăn cắp biết mình sai không? Biết không? Biết chứ, không biết sao đi lén lút. Nếu không biết mình sai sao đợi lúc nhà ta không có người mới vô. Nếu không biết mình sai mà tại sao tinh vi trong cái vấn đề ăn cắp, biết mình sai mà vẫn làm, cái đó là tội. Như vậy chữ phạm tội hay là phạm giới, nghĩa là anh vi phạm cái điều mà anh không nên làm, và chính cái đó anh biết nó sai anh vẫn làm thì tội. Chứ Phật không có bắt tội ai hết. Anh làm điều đó thì khổ lụy nó đến với anh. Đó, cái đó gọi là địa ngục, cái đó gọi là trừng phạt. Cho nên địa ngục là gì? Chữ địa là dày chắc, chữ ngục là tối tâm. Khi tâm mình dày chắc những sự mê mờ không sáng suốt, gọi là địa ngục. Ví dụ mình giận ai đó, mình chấp trước cái câu nói người đó, hành động người đó, là mình đóng một cái tường rất là dày. Rồi mình đau khổ với lời nói đó, hành động đó. Thậm chí người đó xin lỗi mình rồi mình vẫn không tha thứ. Cái đó là mình tự mình giam mình trong địa ngục chứ gì đâu. Trên địa là dày chắc, ngục là tối tâm. Khi nào mà mình ôm ấp một sự cố chấp dày đặc, mê mờ, thì địa ngục có mặt. Cho nên không luận là Phật tử thọ ngũ giới, đi chơi casino mới phạm giới. Mà bất cứ người nào, dù anh là người thường, anh đạo diễn cần biết, mà anh vướng vô cờ bạc là coi như khổ não nó tới rồi đó. Nhưng mà thưa đại chúng là cái hạt giống mình mới đưa xuống mà mình không thấy chỗ này tốt
đào nó lên kịp. Để đó, nó hồi nó mọc rễ, nó bám vô rồi, nó bứng nó ra khó lắm. Thì nhà Phật nói như vậy để nói lên cái ý nghĩa là mình giải cái nghiệp. Nếu mình biết cái đó sai, dừng liền ngay đó thì những cái rễ nó không mọc. Cho nên giải nghiệp là như vậy. Thì ở đây dù Phật tử không thọ giới hay thọ giới mà chúng ta đã vướng vào đó thì cái tội, cái khổ nó tới rồi đó. Cho nên rồi á, có nhiều khi mình đi chơi với cái ý nghĩa là đi chơi cho vui. Nhưng mà thưa đại chúng là thường thường người nào đi chơi vui rồi lát cũng đắm chìm, thua 100, 200 rồi bắt đầu nó thôi để gỡ. Đó, nhưng mà gỡ không phải là gỡ, không phải mình gỡ của họ mà họ gỡ của mình. Thử ra cái đó là cái mình nên cẩn thận. Kính bạch thầy, mỗi ngày chúng con ôm cái máy nghe pháp của thầy Pháp Hòa mà không nhớ niệm Phật, vậy khi chúng con chết thì chúng con sẽ đi theo thầy Pháp Hòa phải không? Cái này em không có suối à. Quý vị biết cái máy nghe pháp á, bây giờ người ta thâu mấy cái máy nó vô cả ngàn cái bài giảng vậy đó. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, nghe pháp với niệm Phật, cái nghe pháp á là chỉ là cái pháp học thôi. Còn mỗi ngày mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình phải có ngồi thiền, mình có cái thời khóa nào cho mình á, cái đó gọi là pháp hành. Phật giáo có hai cách để mà tu tập. Nếu mà mình muốn cái pháp hành của mình hay, đúng, thì mình phải có cái học. Học mới biết cái nào đúng mình làm. Cho nên nghe pháp chỉ mới học thôi. Bây giờ quý vị học quá chừng quá đất mở mang, nhưng mà ôm mớ kiến thức không được, không có tu gì hết không được. Pháp Hòa ví dụ thôi, bây giờ người ta hỏi mình là tham là gì, nói ồ, tham là khi mình muốn quá độ. Sân là khi mình nổi nóng lên. Rồi mình giải, ôi nào mình đọc thơ ha, lửa sân nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh như diều đứt dây. Hỡi ai nên lấy lời này, có nên tiếp đám rừng cây chăng là, có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày, có nên bứt mắt ngưng tai, có nên niệm Phật hoài hoài hay không. Ai hỏi mình giảng chàng vậy mà tới đụng tới mình nổi sân quá chừng, tại mình không có hành. Thấy không? Cho nên học là nghe pháp, hành là mỗi ngày mình ứng dụng. Thấy không? Thành thử ra cái này phải quân bình cả hai. Còn quý vị mà ôm cái máy quý vị nghe pháp không, nói cái vụ mà chết có theo thầy không đó. Ở bên Toronto có một chị Phật tử, lúc mà chị có mang thai đó, chị nghe băng giảng dữ lắm, mà chị nghe của Pháp Hòa nhiều nhất. Thành thử ra khi sanh đứa nhỏ ra có nó giống Pháp Hòa. Cái ba nhỏ nựng đó, mà thật sự hai vợ chồng của Pháp Hòa chưa bao giờ gặp mặt. Pháp Hòa chỉ nghe người thân kể, nó trời ơi, ba nó mỗi lần nựng nói trời ơi, may là ông thể của ông ở xa đó. Ông gần là có chuyện rồi đó. Ở đây là mình muốn nói là khi mà mình giống như là khi mình có mang thai đó, mình nghĩ cái gì thì nó sẽ giống cái đó. Ví dụ như vì vậy cho nên hồi đó đó cái có cái cách là người nào mà có mang á là người ta thường xem hình những đứa bé, xem hình Phật, những cái gì vui để chi, để người ta dưỡng cái đứa nhỏ đó. Còn ví dụ như mình ghét cái người đó, mình bực cái người đó, sinh ra ít nhiều nó giống cái người đó. Cho nên hồi nhỏ đó người ta hay nhắc nhở, khi mà nhất là người chồng, khi người vợ có mang thai thì người chồng phải là cái người giúp cho người vợ dưỡng thai rất là nhiều. Cho nên đó, cái công việc mà dưỡng thai đó, mang thai là của người mẹ, và trợ cho người mẹ dưỡng thai là công việc của người chồng.
Người chồng không mang thai, nhưng người chồng phải có trách nhiệm và bảo hộ giúp đỡ cho người vợ dưỡng thai, để hai vợ chồng cùng tác hợp tạo nên một đứa con cho nó đẹp, nó thanh tịnh giống như hai vợ chồng. Thí dụ người vợ cố gắng vui, nhưng người chồng cứ chọc cho người vợ giận hoài thì sao vui nổi. Cho nên tuy người chồng không mang thai, nhưng người chồng phải dưỡng thai. Còn người mẹ là người mang thai, và người mẹ cũng phải tiếp nhận cái sự dưỡng thai đó. Cho nên hồi đó có một có người giải thích đó, tử cung là gì? Là cung điện của đứa nhỏ. Vì khi người con ở trong bụng mẹ, mẹ không dám đi mạnh, không dám ăn những cái gì mà có tác hại đến người con, cưng đứa con như một hoàng tử, như một công chúa vậy. Cho nên là quý vị ôm cái máy niệm, ôm cái máy nghe giảng, chỉ là mình học cái pháp thôi, còn mình ứng dụng, mình hành mới là điều quan trọng. Vì chính cái đó nó mới giúp cho mình hết khổ được. Còn mình nghe pháp thật là nhiều mà mình không giải quyết được cái nỗi khổ của mình á, thì không chừng cái pháp đó trở thành ra cái mà hại mình nữa là khác. Nhiều khi mình biết nhiều quá mà mình rồi lúc đó không tự tu, mà cứ thấy ai cũng xung quanh mình cũng trật hết á. Người nào cũng sai hết đó, bản thân mình không biết mình trúng sai gì hết. Cái đó là cái nguy hiểm. Thưa Thầy, ăn chay trường mà thấy con gián giết nó có tội không? Thật sự mình ăn chay thì ăn chay, mình giữ giới, mình không giết. Thật ra mình ăn chay là mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình qua miếng ăn. Rồi cái quan trọng là đời sống hàng ngày của mình đã thể hiện lòng từ của mình với những con vật xung quanh. Còn nhà mà có chuột có gián thì mình nếu vì cái sự bảo hộ sức khỏe hay như thế nào đó mình có thể làm, nhưng mà mình phải báo cho các vị đó biết. Tôi xin báo cho các Bồ Tát gián biết, đây không phải là nơi của các vị ở. Các vị từ đâu đến thì các vị theo đó mà đi. Trong 3 ngày nữa người ta sẽ tới đây để xịt thuốc, thì tôi không muốn tổn thương tổn hại đến quý vị, tôi báo cho quý vị để quý vị đi. Đó là ở bên Cali á, là cái xứ ấm á, mối rất là nhiều, mối gián. Ở đây là mình có chuột, phải không? Thành thử ra nhiều khi á, những cái chỗ công cộng là mình không được để cho nó lan tràn ra, thì sở vệ sinh họ sẽ không có chấp nhận. Cho nên đôi lúc vì cái mình ở đâu nó có những cái luật đó, rồi và đồng thời để bảo vệ sự an toàn sức khỏe cho mọi người, thỉnh thoảng chúng ta cũng phải gọi là gì, chấp nhận cái lỗi, nhưng mà chúng ta phải báo để chúng ta không có cố ý, mà chúng ta đã làm cái việc là báo cho các vị đã biết rồi. Xin Thầy con hỏi, nếu có người thường ngày đều cầu nguyện niệm Phật được vãng sanh nhưng bị đột quỵ chết, bất đắc kỳ tử, như vậy có được như ý không? Quý hiểu ý câu hỏi không? Hằng ngày thì xin vãng sanh về cõi Phật, nhưng bây giờ người này chết một cách nghĩa là đột ngột như vậy, có được vãng sanh không? Theo quý vị được vãng sanh không? Được không? Được. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta có 5 điều chúng ta không biết trước. 1, không biết mình sẽ bệnh gì. Đúng không? Mình đâu biết mình sẽ bệnh gì. Thứ hai, chừng nào mình bệnh. Thứ ba, khi nào mình chết. Thứ tư, chết vì lý do gì. Thứ năm, chết ở đâu. Có phải không? Thì Phật nói rồi, có 5 điều mình không biết được. Khi nào bệnh, bệnh gì, khi nào chết, chết vì sao mà chết, mà chết ở đâu, không biết. Nhưng mà cái chuyện mà mình chết đó là việc sự thật của thế gian này. Còn chết cách nào không biết, mà chết cách nào cũng là chết. Và chắc chắn mình sẽ chết. Cho nên mỗi lần mình đụng chuyện mình nói chắc chết. Và yên tâm điều đó,
vì mình sẽ chết chắc. Không có cái gì chắc hết á, chỉ có chết là chắc thôi. Nhưng mà có một cái điều là vì mình biết vô thường nó sẽ đến với mình bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, cho nên hàng ngày tâm của mình phải hướng thượng, hướng Phật. Để chi? Để khi mình đi cái tâm mình nó có hướng nó đi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ quý vị có bỏ Pháp Hòa ở đâu đi, thì trong bụng Pháp Hòa muốn đi đâu? Đi chùa thôi. Như vừa rồi Pháp Hòa đi giảng có một cái chỗ đó, trời ơi, chùa chật hẹp mà chưa có cái gì hết, vô nó lạnh, nó đủ thứ hết. Cho người ta hỏi, thôi giờ tụi con đi mướn khách sạn cho thầy ở nha. Pháp Hòa nói khỏi, miễn có chùa là ở được rồi. Thành thử ra ở ngay trong chùa đó, lạnh thì chịu lạnh, lạnh thì mặc áo lạnh. Nhưng mà đã có cái chùa thì mình cứ ở trong chùa. Vì cái tâm trừ khi nào mình không có thì mình mới tính chuyện khác. Còn bây giờ mình có chùa mình ở chùa cho mắc chi. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói cái tâm của mình hằng ngày như vậy. Ví dụ Pháp Hòa hỏi quý vị đi chơi, đi du lịch, đi qua các xứ vậy, cái quý vị đến đó cái hỏi người thân, ở đây có chùa không? Hãy có chùa một cái, có gần đây không? Cuối tuần chở tôi đi chùa một cái, hay là bữa nào rảnh chở tôi đi lễ Phật một cái. Tại cái tâm mình hướng chùa. Cho nên đời sống của chúng ta, quý vị sẽ biết một điều rằng rất là vô thường. Chúng ta hoàn toàn không biết mình chết ở đâu, chết lúc nào và chừng nào chết. Chuyện đó nó có thể xảy ra. Cho nên giây phút nào mình còn sống, lúc nào tâm mình cũng phải hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà hễ mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát thì bất cứ mình chết cách nào mình cũng đều được đi về cái cõi mình muốn hết. Tại mình muốn đi về cõi đó. Còn cái cách này chỉ là bình thường. Cho nên được vãng sanh chứ không sao, tùy theo cái tâm mình hướng. Thưa thầy, hôm con quy y, chồng con là đạo Chúa, con xin hỏi thầy, vậy trong nhà chồng con để hình Chúa có được không? Vì con đã thờ Phật trang nghiêm, con nghe nói một nhà không được thờ hai đạo, vậy xin thầy giải giùm con. Tại vì mình kỳ thị chứ hai ông cụ kia đâu có kỳ thị. Cụ Giê-xu với cụ Thích Ca enjoy mà đâu có gì đâu. Cho nên á, quý vị nhớ là khi mình còn phàm phu thì mình mới còn có ngã chấp mình ta. Chứ còn các bậc đạt tới cái chỗ đó rồi, các ngài đâu có thấy cái gì khoảng cách đâu. Thưa đại chúng, ngôn ngữ thì có phân biệt, nhưng mà tình thương thì không có từ ngữ. Mà tình thương thì thể là có con người, có trái tim là có tình thương giống nhau hết. Mà Đức Phật dạy chúng ta là sao? Không có khoảng cách, không có kỳ thị. Trong nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ. Bây giờ á, cái điều này á, rất là dễ thương, là hai vợ chồng cùng hướng về cõi đẹp, chồng hướng về Chúa, vợ hướng về Phật. Thì mình để hai bàn thờ mình kính lại chung có sao đâu. Chỉ sợ cái là một người kia kỳ thị, chấm cấm không cho mình đặt bàn Phật, hoặc là cấm không cho mình để bàn Chúa, thì cái đó, cái điều đó bất vui, cái điều mà không vui nó xảy ra. Còn giờ mà một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng, hạnh phúc quá rồi. Cho nên cô phải hạnh phúc, cô phải sung sướng là vì mình được một người chồng có hiểu biết, có cởi mở. Và mình cũng có cởi mở, có hiểu biết, cho nên mình đã tiếp nhận Chúa dễ dàng. Và vậy tại chúng nhớ là chỉ khi nào con người mình còn phàm phu mình mới có khoảng cách thôi. Cũng giống như mình nói thì nói tiếng Việt, chỉ có cái giọng nó khác thôi. Chỉ có cái giọng khác thôi chứ còn tiếng Việt là giống nhau hết à. Vậy mà cũng phân biệt Trung Nam Bắc, thấy không? Rồi cũng khổ theo miền vùng vậy. Cho nên mình hãy càng chia nào khổ hơn nấy. Mà mình càng ngồi lại với nhau thì mình càng hạnh phúc. Cái đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, trong nhà mà bây giờ năm anh em mà năm cái kiểu nghĩ, năm cách sống, thì có phải gia đình nó không vui không?
anh em cùng đồng lòng hết trơn nó vui. Mà đồng lòng gì? Hướng đẹp hết. Cho nên mình tin cái nào mình đừng có bắt người ta. Cái đó là cái điều không có nên, mà không có dễ thương. Mà dễ thương nhất là mình tôn trọng người khác. Và thưa đại chúng là quý thầy đi giảng đã từng giảng ở rất nhiều nhà thờ. Tại vì có đôi lúc mình không có chỗ, mình đi mượn nhà thờ. Mà nhà thờ rất là dễ thương, các vị linh mục cho mình mượn luôn. Như vừa rồi là Pháp Hòa giảng ở Hawaii, ở Maui, 2 ngày khóa tu giảng, những cái buổi giảng chính là giảng trong thánh đường luôn, giảng ngay trong cái thánh đường của các vị luôn, chứ không phải là giảng ở trong cái ho, trong cái hội trường gì của họ, giảng ngay trong cái lễ đường của họ luôn. Và chẳng những vậy mà Master còn ra tiếp mình, chào mình nữa. Rồi Pháp Hòa cảm ơn quá chừng, bà nói không sao đâu các vị. Pháp Hòa còn nói thêm nữa, chỗ này tốt quá, mai mốt tụi tôi xài tiếp nha. Được sướng, được xài, được người ta cho mình dùng, tại sao lại kỳ thị? Cái đó là cái điều mình dở, và chính mình kỳ thị vậy cho nên mình khổ à. Xin thầy giải thích giùm con tại sao con nằm chiêm bao thấy Phật. Trời. Bây giờ họ thấy Phật mà cũng không chịu, không lẽ muốn thấy ma? Thì tâm mình thường nghĩ Phật thì mình thấy Phật. Cái tất quý vị nhớ chiêm bao là do 5 điều nha. Mình có 5 lý do để nằm chiêm bao. 1 là do túc nghiệp nè. 2 là do mình tâm sinh lý, mình ngủ thân thể nằm không đúng cách, sinh chiêm bao. 3 là hàng ngày mình nghĩ cái gì thì đêm ngủ cũng chiêm bao. 4 là quỷ thần. 5 là thiện thần. Ta mách bảo, ta gia hộ mình, hay quỷ thần quấy phá. Thì hàng ngày mình nghĩ cái gì thì ban đêm mình thường thấy cái đó. Tại vì sao? Khi mình ngủ á, là năm cái thức của 5 cái mắt, tai, mũi, miệng nó ngủ. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ khi mình còn sống mình mở mắt là cái căn này nè, con mắt này mở, nhìn thấy cảnh thì cái ý thức của con mắt á, nó nhận ra liền, ô chị 5, chị 3, cái ý thức nó nói. Rồi mình thí dụ như mình chưa gặp người đó qua, mình được người ta giới thiệu, mình nói tôi xin giới thiệu, à, đây là ông Chính, thí dụ vậy. Thì ngay cái giây phút mình gặp được ông Chính, mình bắt tay ông Chính xong rồi, thì cái hình ảnh ông Chính nó nằm ở trong cái tàng thức, mình thu vô trong cái memory của mình. Thì tối mình ngủ là 5 cái thức nó ngủ. Thức của mắt, thức của tai, thức của lưỡi, thức của thân, à, thức của mũi, 5 cái này nó ngủ. Bằng chứng là ngủ rồi ai nấu xạo gì mình đâu ngửi được. Rồi ai làm gì rột rạc nhỏ nhỏ mình đâu nghe được. À, thậm chí người ngủ mê mà ai lấy tay quơ quơ trước mắt mình đâu biết, đâu thấy gì. 5 cái đó nó ngủ. Có một cái nó thức thôi, là cái ý thức mình nó ngủ. À thì nó thức. Cái ý nó thức nó mới đi vô cái memory đó, nó bốc lên. Cho nên mình có chiêm bao. Ban ngày mình nghĩ cái gì nhiều, ban đêm mình thấy cái đó. Ví dụ như mà nhiều khi mình thèm ra muốn xào quá, tối ngủ mình thấy ra muốn. Thậm chí đang ngồi tụng kinh cũng thấy dĩa ra muốn. Cho nên á, hằng ngày tâm mình nghĩ cái gì thì mình sẽ thường gặp cái đó. Cho vì vậy người ta kêu niệm Phật, nghĩa là chữ niệm là không phải lấy cái miệng niệm, lấy cái này, lấy cái tâm thức mình hay nhớ Phật, nghĩ Phật. Mà người nào hay bị tán loạn, người ta đưa cái hình cho mình focus, mình nhìn vô cái hình đó, miệng đọc cái lời tên của Phật, mắt của mình nhìn để mình ý thức, mình tiếp xúc cái hình ảnh đó, để mình không có bị phân tâm. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Cho nên mình nằm chiêm bao là thấy Phật là tốt. Nhưng mà nhớ là mình chỉ thấy trong chiêm bao là vì tâm mình thường nghĩ thôi. Xin thầy cho biết Phật có nói láo không? Pháp Hòa hiểu được cái ý của câu hỏi. Thật ra đó thì chữ nói láo là gì?
Nói nó có bốn cách nói: chuyện có nói không, chuyện không nói có, gọi là nói dối nói láo. Đâm đầu này thọc đầu kia gọi là hai lưỡi, tiếng Hán gọi là lưỡng thiệt. Chửi rủa mắng xả người ta gọi là ác khẩu, phải không? Và nói những lời vô ích dụ dỗ người ta gọi là ỷ ngữ. Ỷ ngữ tức là nói những lời mê hoặc người khác. Ví dụ như nói chị theo tôi đi 3 tháng cái tôi chị thành Phật à, hay là chị cúng cho tôi cái chị được cái này phước kia, cái đó là ỷ ngữ và nói dối. Vậy thì cái lời nói dối nghĩa là mình nói không thật. Nhưng mà nó có cái trường hợp là nói không thật để cứu người thì cái điều đó không có sai. Pháp Hòa ví dụ, ở trong kinh có kể câu chuyện có một thầy tỳ kheo đi khất thực. Thì có một cái người đó họ làm rớt chiếc nhẫn, nó lăn tới cái chỗ con ngỗng. Thì con ngỗng nó thấy cái chiếc nhẫn lăn đụng chân nó thì nó cứ nhanh, nó ngậm cái chiếc nhẫn, nó nuốt một cái đi. Thì trong lúc cái người đó chạy tới thì ngay cái chỗ đó thì chiếc nhẫn không thấy, thì mới nghi là ông thầy này lấy. Hỏi ổng không có nói, ổng không có lấy. Thì họ đánh ông tới chết. Mà ông thấy con ngỗng nuốt chiếc nhẫn đó chứ. Nhưng bây giờ nếu mà ông nói ra mà con ngỗng mà nuốt chiếc nhẫn á, thì họ sẽ giết con ngỗng ngay. Thì cuối cùng mới là khi con ngỗng đó nó lăn ra, nó bị một cái gì đó nó chết đó, thì người đó họ mới, cái người chủ đó mới mổ bụng cái con ngỗng đang thịt, trong khi làm thịt nó thì mới phát hiện là chiếc nhẫn nằm trong cái bụng của con ngỗng. Thì ở đó là một câu chuyện để nói lên những cái bậc mà người ta không nói những điều mà tác hại đến cho người. Ổng nói dốc mà. Ổng nói dốc là ổng không thấy ai lấy, mà rõ ràng ổng thấy con ngỗng lấy, nhưng vì cứu con ngỗng ổng không nói. Như vậy thì ở đây cũng vậy, có những điều chúng ta nói dối, nhưng mà nói dối đó nhằm mục đích không để hại người mà để cứu người, thì cái nói dối đó không có lỗi. Pháp Hòa ví dụ như á, hai cái người đó họ gây gổ với nhau, rồi họ tới với mình, họ nói xấu về nhau cho mình nghe. Thì cái người kia gặp mình ấy, tôi thấy bữa đó, cái ông đó, cái bà đó ghé vô chị ấy, có nói gì tôi không? Mặc dù hồi nãy họ bữa đó nói rất là nhiều, nhưng mình cũng sẽ nói rằng không có nói gì hết, tới thăm tôi thôi. Nói dối á, rõ ràng tao có nói cho mình nghe mà tại sao mình nói là không? Vì cái nói dối này mình mục đích mình biết rất là rõ là mình không muốn làm hai bên thêm đổ vỡ. Cho nên mình nói không, người đó không có nói gì về anh, về chị hết. Vì vậy cho nên thưa đại chúng, giới đó, cái cách mình giữ giới đó, nó có bốn cách ha. Một là khai, hai là giá, ba là trì, bốn là phạm. Khai, giá, trì, phạm, bốn cách giữ giới. Có lúc mình mở gọi là khai, có lúc là giá là phải ngăn lại, có lúc mình phải giữ giới đó gọi là trì, còn không là mình sẽ phạm. Đó là bốn cách giữ giới. Bây giờ Pháp Hòa nói với đại chúng gọn hai câu thôi, để đại chúng biết cái cách giữ giới của đạo Phật nè. Quý vị nhớ hai câu thôi là quý vị giữ giới được. Một là chỉ trì, hai là tác trì. Chỉ trì là gì? Là hãy nên gìn giữ những gì cần gìn giữ. Tác trì là gì? Nên làm những việc cần làm. Thí dụ đèn đỏ là phải ngưng khi lái xe, cái đó là chỉ trì hay tác trì? Chỉ trì. Mình phải nên giữ cái đó, mình phải nên giữ cái điều đó. Cái gì sai là mình phải giữ. Giữ cái gì nó sai mình không nên làm, gọi là chỉ trì. Chỉ là dừng. Trì, mình phải giữ gìn, mình phải trì những cái gì cần giữ. Thí dụ như là trộm cắp là chỉ trì đó. Không có trộm cắp là chỉ trì. Nhưng mà tác trì là gì? Bố thí. Chữ tác là làm, nên gìn giữ những điều cần làm, đó là bố thí. Phải nói lời hiền lành, đó là tác trì. Đừng nói những lời thô ác là chỉ trì. Cho nên là người nào mà giữ được hai cái này là người đã giữ được giới đó. Mà nói chốn lại là tất cả giới luật của đạo Phật không ngoài hai cái điều này, chỉ trì và tác trì.
Mà thường thường trong giới luật lúc nào cũng nói hai việc: mình nên giữ cái xấu là nên làm cái tốt. Cho nên quý vị thọ thập thiện là vậy đó. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa lấy mấy câu hỏi Phật tử gửi về chùa, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng. Mong rằng tất cả chúng ta là những người Phật tử, chúng ta luôn luôn học hỏi để mở mang cái hiểu biết của mình, nhất là mình hiểu đúng đắn về đạo Phật. Thì khi mình hiểu đúng đắn về đạo Phật thì chúng ta sẽ có một niềm tin bất hoại kiên cố với đức, với đạo Phật mà chúng ta đang theo. Và khi mình hiểu được rồi thì mình sẽ thấy rằng đạo Phật luôn luôn dạy cho chúng ta cái chánh tín và cái sống đúng. Khi mình tin đúng là mình sẽ sống đúng, mà khi mình tin sai là mình sẽ sống sai. Ví dụ như quý vị tin rằng á, mỗi năm mình phải giết heo, giết gà, giết vịt để mình cúng tế thần linh, nhờ thần linh phù hộ cho mình, điều đó là sai. Đúng không? Mình đem một cái thần linh nào mà tu hành để chờ những cái con gà con vịt đó để mà cúng rồi bảo hộ cho mình. Rồi thử hỏi bây giờ cho dù mình có cúng cả con heo quay mà lái xe không cẩn thận vẫn bị đụng xe như thường. Đúng không? Làm việc không đúng vẫn bị phạm luật như thường. Cho nên mình hiểu đúng, mình tin đúng thì mình sẽ sống đúng và không để những cái điều tà vại nó lấn át mình. Và mà mình lúc đó mình sẽ hiểu rằng đạo Phật không phải là những cái đó, mà nó xen vô. Cũng giống như là mình ở đây mình biết, ví dụ như đưa quý vị món pizza spaghetti, quý vị biết đây là món của người Ý. Đưa chén cà ri ra, đây là món của người Ấn Độ. Đưa cái dĩa pad thai ra, biết đây là món của người Thái. Mình biết rất rõ cái nào của ai. Thì cũng như vậy, mình là người Phật tử, cái nào của Phật giáo là mình biết rõ, còn cái nào nó xen vô mình vẫn biết rõ. Mà nếu có xen vô mà chúng ta ứng dụng như thế nào để cái xen vô đó nó không làm hư cái của mình, thì cái đó mới là cái chính yếu của người Phật tử học và hành. Pháp Hòa chỉ mong rằng mỗi tuần hay là những lúc nào quý vị rảnh, quý vị lên mạng, quý vị nghe pháp hay về chùa nghe pháp để xác định lại cái hiểu biết của mình đúng đắn về đạo Phật, để cho cái niềm tin của mình không có bị lung lay. Và khi mình vững rồi, ai có nói, ai có chỉ trích, ai có nói gì, mình vẫn rõ ràng cái con đường của mình mà không bị người khác làm mình tác động.